Em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Phải hát cả bài đấy Ở đây đi Hunter, thì kế hoạch đi đâu thì em gì đi, dạ, trước mắt là rồi. đấy Hunter còn hai tay hai coi như là Bây giờ đến cái chỗ Artist Artist để làm cái đó, gì hình đã, như bây giờ là để làm cái gì đã, đi đâu đến làm cái gì đã. xuống dưới lòng đất đánh cái con dòng điện. À rồi ok, xuống lòng đất đánh dòng điện. Vâng, được phép xuống xem. Chỗ nào? Đây nó bây giờ canh từ cái chỗ thành của Goldrick nhá, canh gióng lên phía cái đường bên Ừ, bên phải. rồi. Được gì đấy, ai ai Gióng đường bên phải sang ai nữa. gửi đấy? Đấy, Anh cái em gì? đâu xem má, tao không xem má. Thằng nào cứ đi vào cái khu kia đi chả thế. Ở đây chỉ Cái có thằng thằng con đạt, mẹ. Chỉ con có đạt thằng Đạt thôi. chứ còn ai. Phải đi đường Đạt tao đứng ở đây. Ngay trước mặt Như bảo gì đấy? Đạt. Đấy, anh gióng đường này lên nhá là sao ai Thế đéo là lứa nó lại tuổi mò đến cơ. đây rồi. Mấy Kinh nhờ. Cũng giờ dùng trưởng khác gì nên nó la khác đâu. rồi em ạ. Ừ. Đấy, Nhưng gióng mà vẫn sao được lại bên phải lấy đánh anh lửa ấy? mà mẹ cũng chết mẹ nó luôn đấy. Ok. Đúng không? Rồi, Ở phía từ trên thẳng chỗ Goderic chiếu thẳng lên đường bên phải rồi, đâu nữa? Chỗ Ở nào phía tên là cái trên chỗ gì? phía trên chỗ Lunia Highway North. Lunia Highway Đi kiếm Longhorn Đấy. à? Anh em Anh bảo bây đi thẳng lên giờ anh sẽ thấy cứ một phải đi cái kiếm cái sừng dài. Anh em nhìn cái sừng tôi chưa đủ dài. bên tay phải á, Lunia Highway North á. Vâng, đi thẳng lên là sẽ đến cái chỗ mà Artichoke Rồi anh nhìn thấy đấy, Lunia cây Highway cứ North lên rồi. đến ngay đi. Thôi cứ cứ qua Bên Lunia này phết Highway North mà. nhá. Đi tiếp đến đâu? Rồi đi thẳng lên anh sẽ thấy một cái mà một cái chỗ mà nằm dìa bờ biển ấy. Kiểu một cái thành rất là to ấy. Đừng như Cậu mà cũng có đi cái xem. điểm phát travel tên là cái gì ạ chứ em? Thôi bây giờ qua Lunia Highway North. Rồi, Luna Highway North. Rồi, ok, anh có Ở chỗ tiền là nào hai đấy? thằng cây đấy chưa? Từ từ để tìm á, từ từ để tìm á. Là Trên chỗ nào đấy? Goderic lên một tí. Thành Goderic lên một tí bên tay Lunia Highway phải. North anh ạ. Trên Điểm thứ hai. Highway sao này? Highway North. Highway North. Phía trên. Rồi, Tôi biết ạ. ok. Trong đây có cho solo không, cho Vũ với Hunter solo. Thôi anh em ơi, đã ghét nhau đến như thế thì anh em còn đổ thêm dầu vào lửa thì đỡ Em sao. ác hơn thú luôn đấy. Thật. Thế Gái còn thằng nào vót cuối, vót đi. Mới có 3 trên 4 kìa. chắc NP đấy, anh em Phi Nguyễn hình như nó làm cái vụ vốt này mượt mà hơn hay sao nhở. Vâng. Ta thấy mượt mà hơn thì phải. Ủa mà có bật Friendly Fire gì không anh? Con này có chế độ bật Friendly Fire đấy. Thôi ai Friendly Fire chứ thì vào đi chỉ bắn nhau hết trận à. Chém lao vào hỗn chiến toàn đi chém nhau thì mình chết mẹ luôn. Vũ này còn đứng sát cát phép vào mặt anh em mình đấy. Em gì đấy, em gì đấy. Ừ. Chưa gì nghĩ tới Rồi. Friendly Fire à? Đi thật anh. Rồi đi thôi, đứng ngựa đi. Rồi. Anh thấy cách thì thấy cái thành to kia không? Có cái cầu kia à? Rồi, Đấy, em anh cứ vừa đi đi tới. đi. Em đi đâu mà anh theo đấy. Đâu ấy? Chú hiểu để ý vào. Mở to cái mắt ra. Đá pet cũng không mở to cái mắt, chơi Elden Ring cũng thế. Hai đứa kia giết ai mà Có mình cứ đá pet toàn được không nha? Mai máu à, mai 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 mai. thôi. Công nhận con này chơi co-op dùng cái phép về kiếm này ngon phết, chúng nó giết đứa nào tôi được hồi máu anh em ạ. Kiếm bẩn. Sướng. Kiếm bá đạo Ngon mà đánh mà. đánh đánh mấy cái con mà nó summon là ngon. Hai cả team dùng cái kiếm đấy, bút cu nhau. Nếu ai chơi thế thì nó còn ra cái gì bay. Kiếm khác nhau đúng Thật chế độ sẵn cổng à? Nhiều mọi Đây người là bút chéo cánh ấy. Em hút cho anh, em hút cho em. Rồi, kiếm kiếm thụ nó thế mà. Kiểu kiểu con rết người ấy. Con xếp Bút vòng tròn. Nhưng mà Vũ phải dùng cái kiếm 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 màu xanh. Kiếm màu xanh đấy, đang bảo là nhiệm vụ Được chưa Rani các xong cuối ngài? cùng lấy cái Dark Moon đấy. Kiếm Dark Moon đấy. Cái Dark Moon đấy là ngon hợp với Vũ mà, nó là kiếm phép mà. Kiếm hệ phép mà. Kiếm Về hệ kiếm. phép. Xem đấy có Thế cái thì gì. cái tranh trong này này hay thế. À, Tranh tranh. tranh Tranh này chắc chắn là có vấn đề. Cái gì đâu. Điên à. Điên mẹ. Gì đấy? Hắn tợ đi đâu rồi. Đấy, ra đây Lên anh. ngựa nhanh lên. Đấy.
Ơ sao này em không chọn cái điểm phát travel nào nó gần hơn, khổ em lại chơi anh em đi xa thế. Bao nhiêu điểm anh em mình đã phát hết đến đây rồi mà. Hunter lại bắt phải nhảy cái gì đấy đây. Vào thôi đi cấp cảnh. Đã xuống xuống đây. Anh đéo thích ngắm cảnh em ạ. Anh em mình đều xếp hết ở đây hết rồi mà. Khổ. Vào đây xuống xuống dưới này. Rồi xuống dưới này cái gì? Xong chưa? Sửa xong rồi anh em ạ. Tôi hôm nay mất cả ngày trời ngồi tỉ mẩn. Anh Vũ muốn thủ thù này không? À thằng này chết rồi. Anh không làm gì có kẻ thù nào của mình mà nó còn sống hả em? Xuống bọn anh là đều là những cái thằng là mấy con kiến nhá. Chuyện bỏ qua à, đường này là đường lên thẳng cái tháp đấy à? Không không, bên xuống bên dưới. Thật ra là sau Vũ Lan thì cũng phải xuống đây đấy. Nhưng mà đây là cái đường. Sao anh không vào được? Vũ chết này. Ơ thế không chết nhỉ? Thằng này khá đấy chứ. Không chết. Trời ơi, cái team này nó cứ thỉnh chứ. Ở đây rất nhiều kiến khanh nhá. Mình biết ngay rồi, mình phải lao luôn. À cái chỗ này xuống rồi. Ờ này xuống xong trước lại mò lên luôn đây. Đấy. À chỗ này có con gì? Mình đã từng xếp hết rồi mà. Mình ngồi rồi mà em. Vâng, lần trước nó lên rồi. Trời ơi, thế này. Có độc kiến anh nhá, canh vào sâu trong hàng chưa? Chưa. Thôi em chạy nhá. Ừ, chạy đi. Nào hai thằng kia tập trung vào chạy, thằng Vũ chạy cuối cùng lại vỡ mồm bên này. Tao đéo biết đâu. Đấy, vẫn tao chạy luôn đi em mày, kệ mẹ Vũ đi. Rồi nhá, vậy cái ai đấy chạy rồi, thằng nào đéo chạy cái mẹ nó. Trong này có cái gì đấy? Có gì không biết. Nhện kìa. Kiến, nhện đéo đâu. Đây là băng ai đấy. Thẳng cho em cánh nhá, rẽ chưa? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi. Ôi dồi ôi. Đúng đường mà anh em nhé, không có được quay về đâu đấy. Đúng rồi, đúng đường rồi. Đấy, đưa xem có chút, à có chút xếp trên này. Có chút xếp này, đi xem nào. Đó, xem đây. À, em bảo anh xử luôn. Dưới này như là có con bướm đúng không? Không chưa. À đây. Tối quá. Đâu người được bóng. Qua chém luôn. Có một con nó đấy chết tự nó hút. Vậy rồi. Ừ, có con cứ có con chết là tự nó tạt được bóng vào vào tao mà. Em chơi lang chàng cái Sina đấy. Cho kiểu okay. Nó đang đắt. Ô, chết rồi. Thế đéo nó đạt là rơi xương cái thằng máy là gì đéo nào? Rơi trượt à? Skill của ông Dũng là kiểu hấp tinh đại pháp ấy. Tức là phụ nhiều cái... Không có chuyện hấp tinh đại pháp nhá. Hấp nước sướng đại pháp nhá. Và vẫn hấp tinh cái nào? Hấp xương đại pháp nhá. Và vẫn... Hấp nước cái kia lên nào. Kéo, tự lấy tay kéo lên. Đéo có kéo, tối quá không thấy cái kéo đâu cả. Úi hiểu. Lúc ra đéo hiểu. Ờ rồi đây tắt đi. Không có kéo. Có kéo ở đây, có kéo. Cái nào chẳng có kéo, nói nghe vậy. Từ từ anh ơi, đừng xuống, hơi đông lắm. Kiếm của mình trông lại run đất, run điếc. Ý em là gì? Ý em là anh không có khả năng anh giải quyết được cái bọn đông này á? Vũ giết được ngày bắn phát chết cả lũi luôn thì cả Mezuko phát chết bọn nó luôn mà. Lên quét sạch luôn đi. Quét sạch luôn mà. Đấy, cái đám này nhá. Đấy, quét sạch luôn. Quét sạch luôn đi. Cái đéo gì? Đấy. Đi rồi, chết một con rồi đấy, thôi đi thôi. Cái này giống như kiểu mình vào trong hầm mộ Ai Cập ấy nhở? Kinh. Ờ, đây đi đường này, đi đường này. Lại đi trong đấy à? Ơ kìa. Không đánh à? Ờ, ở đây có viên 7, viên 6 được không em? Anh đang cần chopper quá. 6 để lấy sau, 6 vào trong khu ấy. Em biết một vị trí viên 6 ở trong trong thành. Trong thành. Có. Em đâu rồi, em đi đâu rồi? Đi chui vào trong cái này đi, em đâu đéo gì. Chui vào trong cái cửa này đi. Ở trên kia còn rất to, bây giờ mình chạy ra. Đợi thằng đàn đá đâu hiểu đi cái đường nào. Thôi rồi, đấy. Đây. Cái cửa to vãi cả trường ra thì không đi vào. Không chạy đâu đấy. Thật sự người, ư. Ôi xong rồi. Ư cái gì? Con
kia là bắn con boss đấy, con boss mình sẽ đánh sau này. Con nào? Ừ, em lại sợ boss để đánh ra cho anh cho xem biết thế nào xử lý nhá. Chiều này mình không đánh được, đánh có. Em nói thế là tại sao mình không đánh được nó, em nói cái gì đấy? Cao quá. Không nói nhiều. Cao quá. Giết. Ok, leo để giết nó nhá. Leo đâu? Đây gì? Đi đường này, bên này. Đường nào? Đấy đường này, xôi chéo lên đấy. Tôi để anh xử lý nó trước nhá. Tao có tay lâu quá. Bắn được. Đường nào đấy Vũ? Đó, đường đó. Buồn. Đây phải leo lên chỗ này này. Đâu? Đây em, đây đường đấy. Đường nào đây? Cái sao chạy vòng quanh đấy? Đi đâu nào? Hunter đưa mình giết nó đi, em buồn cười kìa. Đi, đi, đây là điện biên phủ rồi. Hunter cho anh em vào trận địa pháo địch rồi. Hunter nhảy mẹ. Xuống đi. Giết nó chứ. Xuống rồi. Sao lại rèn thế nhở? Nhưng mà em không biết đường lên, biết phải tìm đường lên chứ. Chứ thế nào em không biết đường lên là thế nào? Bắn từ dưới lên, đeo cho nó sông. Có cái đường nhảy ở kia đây, anh vừa mới nhảy trên cái tảng đá đấy, con đéo gì. Thế quay lại nhá. Có cái đường nhảy lên anh vừa mới nhảy xong mà. Đây quay lại, anh chỉ chỗ đường nhảy. Đây. Không hiểu luôn đấy, anh buồn. Em không biết thì em phải hỏi bọn anh ý. Cứ để bọn anh chỉ em, tức là anh tưởng bọn em đi đâu. Ừ. Đây đường lên ở chỗ này trước đã. Cái em gì ấy cũng hơi ấy nhỉ. Cũng hơi ừ. Cái thế nào ấy chả hiểu. Có số xếp này, xếp luôn anh. Đâu, xếp đâu. Ờ quậy kia xếp đi đã, quậy kia xếp đã. Nào. Quay lại cẩu lúc nãy tiến vào trong thôi mà. Xong rồi. Lên được không? Được. Nhìn có vẻ giống như đéo lên được lắm. Có lên được. Tao vừa mới nhảy lên thì than tợi bảo em anh chạy đường này thì tao mới không gì chứ. Hay là đấy. Nó có cái lỗ đấy. Lỗ đéo gì. Đấy. Rồi. Chui vào đây đi còn gì. Tao không ở trong này đâu, ở đâu. Hay là nó ở chỗ khác. Không, nó trên này không. Anh đang bảo giết con trên này treo người như thế này đúng không? Ừ, thế thì phải đi vào trong này thì mới có đường lên chứ. À, trong này có đường lên à? À okay. Xem trong này có đường lên không? Đâu, em có. Không có đường lên à? Bán rồi, bán đồ rồi. Sao bán cái gì đấy? Em cũng thấy hơi khó hiểu là tại sao con đấy nó lên được chợ trên đấy đấy. Kìa có phép cho Vũ này. Sờ tôn fan này. Không, cái này biến fan thành đá này Vũ này. Cái này chỉ là cái thằng gì mà tạo group ấy. Ném. Tạo nhóm ấy. Cho nó biến thành đá luôn, stone fan luôn. À. Ừ. Một cái đồ có thể nhân 2 lần hóa đá. Hóa đá. Có một cái đồ gọi là có thể nâng hai sao chép ra hai cái của dùng hết nhau. Anh có dùng hai kiếm đâu, thằng nào dùng hai kiếm thì dùng chứ. Vâng đúng rồi. Có Vũ có dùng hai kiếm có mình em thôi, em mới để duplicate thôi. Đang cái gì? Đây là em bảo này. Em nghi được chạy cái đường kia kìa. Cái đường anh thấy cột đấy không? Leo lên không? À có mũ đẹp quá nhở? Ờ được đấy. Mũ đẹp quá. Lắp luôn. Đây à? Không, bên phải. Đây biểu diễn thử nhá. Xôi ôi ôi. Đẹp quá, đẹp đấy, quá. Đây, có cột đá này. Cột đá dốc nhỉ? Thấy không? Ờ có viên đá dốc lên chắc là cột viên đá đấy rồi. Đúng rồi, thì em bảo cái đường đấy đấy. Chính cái đường đấy nhưng phải leo qua được 8 bên kia. Phải leo được qua tảng bên kia đấy, qua bên kia có bên kia thì ui. Nó nhằm vào anh rồi, chắc là đường này đúng đấy. Qua bên kia hay là phải chui vào trong cái này hả em? Chỗ cái thác này, chừng như là có đường ở trong cái thác rồi đấy. Thế thử nhá. Ừ. À, đấy có đường xuống. Nào chẳng có đường trong này. Không, ở đây. Ui nó đi đái gần chết rồi kìa. Nó đái đầu gần chết rồi. FC 3 phép đéo chết chết. Nó đái vào đầu Vũ. Từ ra, để em chết ngoài. Vũ gần chết rồi. Ôi xôi ôi. Nó đái chết Vũ rồi, đã bảo rồi. Con này làm nhiệm vụ Randy cũng gặp con này một phát mà. Phải đi Randy thì thường đấy mà anh. Con này thường thôi, con này thường. Nhưng mà không biết làm nó để sang ở chỗ nó đâu. Kể cả leo trên chỗ thằng Vũ không có đường sang đâu. Không, em thấy nó trên mạng nó leo được.
Đây được rồi, anh đứng yên nhá, để em xem qua vài giây rồi. Tôi đến giây rồi đây mày. Quay lại lúc chỗ ngoài cổng rẽ trái. Anh em đang bảo là quay lại chỗ ngoài cổng rẽ trái, lỗi thằng Đạt nó sẽ đi đâu đấy là đúng em ạ. Nhào lộn vào anh à? Rồi. Cái đường mà thằng Đạt đấy nó đi nhầm ấy. Ừ, ra ngoài cổng ấy xong rồi dạy anh em bảo là à đây em giết con này rồi nên em bảo nếu mà nhìn vào đây là hơi sai đấy. Thế à? Thế là đúng đường này à? Không, con dùng set là con khác nhá, con này treo mình là con khác. Thế trong này làm sao có đường đi? Đi đường nào? Để bên trái rồi bên này. Anh Đạt đi kìa, 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 đây đường này. À đây. Ôi, cũng nhìn thấy đi đâu. À đấy có một đường sau rồi đó. Ngu dốm, Đạt có biết đường đéo đâu. Nếu hướng từ ngoài vào thì rẽ phải. Thế thì phải đúng cái đường đâu đây? Chứ có đường nào? Phải đi đường nào? Cái đường ở phía sau rồi. Anh nhá. Đâu? Đây này. Đâu? Đây. Ờ đây chui vào đây. Ờ đây có cái gói đường đây. Đúng rồi anh em ạ, thank you anh em. Tao bảo em biết con này rồi mà. Như trên đấy nhặt được con sao gì sao? Sao vậy? Đây, lên đây. Rồi đúng rồi. Đấy, trông nó hợp lý này. Đấy bây giờ leo lên đấy. Chết là nhặt được con dao gì sao? Thanh kiếm. Wow. Thế là lên lại tàn mạng thì là chuyện khác. Ô nó thế chết bỏ mẹ rồi. Cắt đi rồi. Không sao sao, đi lại, không vấn đề gì. Nhảy chỗ này mà cũng chết. Chịu. Em bảo là nó bị binh. Úi dồi, đái. Úi dồi. Vũ ngồi giỏi phết. Khốn chứ. Tự nhiên vào đấy nó bị hết lực rồi nó nhảy rồi. Úi dồi. Mà lên đây chỉ có bắn phép được chưa? Lên đây chỉ có bắn phép mới đánh nó đó kiểu gì em? Ây da. Bây giờ em chơi có chút lắm này, có chút lắm anh ơi, ra cho em. Nhiều đấy, nhiều nói chung rồi. là cái này là em lấy cái gì? Em chỉnh về lại thế nào? Bây giờ xuống đánh dục xét để lấy phép đi ấn. Đấy còn con này canh đánh. Con này Vũ thích giết. Vũ thích giết thì Vũ bắn nó đi. Con này là nó đứng một chỗ để bắn cái đòn kia ngon quá. Ơ kìa, tao bắn đi đâu đây? Bắn đâu đây? Bắn nhiều máu thế đây. Đạch Vũ lại chết tới đó rồi. Bắn đi đâu đây? Nó không cho chỉnh ở phía trên, nó chỉ target vào cái đầu đưa. Vậy nó đạn chỉ tấn công chết anh Vũ rồi. Anh ra gần đánh nó được. Gần à? Chỗ này à? Vậy yếu ấy, bắn chắc cái hết này phần ba. Ờ có khi đánh được ấy. Anh cũng ngồi mẹ rồi. Sao rồi? Rồi, đi nào ạ? À đây, đồ thấp rồi anh ơi. Chờ Vũ em, con này là nó đái đầu Vũ cái bao công nghiệp rồi. Ông Dũng uống cái gì lên mà người đỏ rồi thế? Uống máu với uống cái đéo gì? Ông tới thấp bà rằng à? Tao là người máu ấy. Mày này. Mày này. Tốt cho. Mày này. Ây da. Mày này. Nó sắp chết rồi làm gì? Nó sắp chết rồi. Bắn nó đi Vũ. Em bị chạm với cái tia vào nó chết. Tao đạt chết rồi. Em bị ngã chết rồi. Ôi hiểu. Rồi nó chết rồi. Sau mình cũng chết ở dưới kia đấy nhưng mà không phải bắn. Nguyễn Bảo Lâm xương khớp bà rằng. Sao lại xương khớp bà rằng được? Quá vớ vẩn với chúng tôi. Được rồi, rồng xét đi, bây giờ rồng xét đi gì? Vâng, mà rồng xét, canh đâu rồi? Anh đây, lại anh kia đâu rồi? Anh kia đâu rồi? Ê, em... Em cứ chữa thế, anh kia đâu rồi? Anh cũng biết rồi. Thôi... Lời đó nó sát thương quá. Sát thương lại còn sát muối. Đâu anh em đâu? Điều nào đây? Đó, nhảy xuống. Ở trên rồi em phải đi lại kia lấy run rồi, 20.000 run anh em chờ tí nhá. Nhanh lên. Nó lại xuống đây rồi. Giết nó rồi thì trả xuống đây. Em lại phải leo lên lại lấy run, em bị ngã xuống trên bên trên rồi, nó tính cái bên trên rồi.
là chạy trước ra chỗ con kia đi, xong rồi đằng nào chả có chữ xếp em bay ra sau. Lốc target, lúc nãy tôi chả lốc target nhưng mà là nó lốc lúc cái đầu nó đang cúi xuống. Thôi, đầu nó ngẩng lên. Thôi. Đéo được cái việc gì. Thế mà lên đây được cái gì đấy? Giết nó thôi, được cái gì, bây giờ mới đi đánh con rồng sét. Anh nhé, phải được cái gì thì nó có đường lên đây chứ đúng không? Không phải là cái gì. Dao, nhưng mà em không nhớ là kiếm được gì. Tại chúng nó nhặt con dao. Quan trọng là mình giết em, mình giết hết mà. Chứ còn quan trọng gì dám ba cái việc à, đấy. Rồi. Với cả một thứ nữa là bây giờ anh có nhớ cái xác thằng Raikat không? Đó. Bây giờ thằng Raikat chết là cái con vợ nó vào ăn cái đầu đó. Bây giờ anh giết vợ, giết con vợ nó là cái thằng đệ của nó sẽ xảy ra. Anh giết nó rồi. Nhưng mà anh tưởng là cái đấy là em phải làm nhiệm vụ con vợ nó thì nó mới vào trong đấy nó ăn mà. Em không làm nhiệm vụ đâu. Con vợ nó có vào nó ăn không? Không, nó vẫn vào ăn. Vẫn vào ăn cái gì? Vâng, vào ăn. Ờ, thế thì xuống giết thằng đệ nó cho Vũ solo thấy được ấy. Vâng, được rồi, tí giết xong Vũ mà solo được thằng đấy là... Bay đến luôn. Ừ, bay đến luôn. Giết con điện á. Ờ, giết con điện đã, giết con điện. Anh muốn xem Vũ solo thằng đấy. Luôn. Hãy nhìn đây. Ấy, hãy nhìn đây từ từ. Thằng Vũ, trước khi bắn cái đấy tao bảo nhá, phải uống cái flash vào để bất tử mana trong khoảng thời gian đã. Đéo thích. Ấy, con... Mana nhiều lo đéo gì. Bắn được có mỗi một phát rồi hết mẹ luôn, rồi nói đéo ghê. Hết đéo nào. Và vẫn. Đi thôi. Đã đéo ấy, tao nói rồi còn không. Một bình mana của em là bằng một bình bất tử rồi. Nhiều. Vãi cả bằng bình bất tử, đéo hiểu luôn đấy. Thì nó dài hết cây. Đi em ơi, đi ăn tươi. Dài được 5 giây mà. Ui dồi. Nó bắn xong đầu nó đứng im rồi bắn thôi ở sau tính nhá. Nhiều cái quả cái ăn có gì không? Quả cảm ơn nhiều phần ăn đéo gì. Chính ơi, anh muốn cho kiện anh. Giết hết đám này có nhiều run không em? Ở giết ra cũng được khá run đó. Khá đéo gì. Bây giờ mình có thiếu run đâu. Đánh toàn một phát chết á thần, không hiểu là... con định thế nào? À bây giờ, bây giờ. Bên kia còn cái gì ăn kìa? Ôi kìa. Xong rồi. Đạt đi rồi. Đạt ở lại tầm chân chúng nó rồi. Đây. Đâu, thằng nào? Thằng ngồi trên kia hả? Vâng, thằng ngồi trên đây. Ui dồi, thằng này xương khô trong mả đi. Trên ghế mà xong này. Đấy, anh cứ chạy dần cho. Đấy. Đây à? Vâng, tập điện này. Ấy à? Khá quá nhỉ. Này dầu mới hả? Này đi tuổi đéo gì. Cái tuổi. Ui dồi, cái gì đấy? Cái đéo đó đánh xuyên cột thế này. Chơi quần vậy. Ủa, đánh rộng. Đánh vũ bắn đấy. Rộng nó hết mẹ mana rồi, từ phải uống đã. Từ đánh ngay. Bố láo với bố bảy. Ây da. Ôi. Bố láo với bố mày. Mày láo à? Mày láo à? Bây giờ cái này. Bố láo với bố mày. Ôi. Vũ ca mê đi á. Vũ ca mê đi, ca mê đéo đâu đây. Mày yếu vãi đái. Mày vô vật mà. Ôi cái gì đấy? Nổ. Bố láo với bố mày. Ui. Láo tuét với bố mày. Ôi. Láo. Ôi. Xác tích. Anh nhớ. Ui ui xét. Ui. Ây à. Thằng này thần xét à. Mày to đấy. Thò à? Này con này là người chết mang. Thò với bố mày. Thò với bố mày. Thò với bố mày. Thò này. Rồi. Đi. Bắn quỳ không? Bắn toàn bắn đi đâu, thiếu nhiều. 2000 này. Hunter, sao em lại dẫn bọn anh đi cái dưới cái con nó yếu đuối thế này. Yếu quá. Con mà để đến mức mà cái thằng pháp sư ba phép mà nó còn đéo chết. Thôi.
Khi mà anh xuống gặp nó sẽ gặp nó phiên bản mạnh hơn. À, yeah. Phiên bản mạnh hơn nữa. Ừ, phiên bản mạnh nhất vâng. Luôn đi em ạ. Đó thì quay về chỗ thằng gì thì đánh vâng, con đánh đánh con vợ để cho Vũ solo thì cái màn solo ấy hay đấy. Vâng, vâng. Vũ ơi thì phải sợ cái thằng vớ vẩn đấy. Thằng đấy là nó vâng. Có đam holy nhá, tức là nó thường em. Ôi giời em cứ phải cái holy Vũ bố holy rồi. Holy shit lại holy gì đấy? Thật holy shit. Vãi đi anh cái địa chỉ đi bay luôn. Đây nhá, Rykard Lord of Blasphemy đấy. Nó gì để ấy nhỉ? Ấn 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 bật map rồi sơn bật ép là sẽ chuyển qua map map trên đâu bấm nút gì anh em nhỉ? Bấm đầu tiên bấm G là mở map lên đúng không, sau cái bấm ép một cái là sẽ chuyển nó sẽ chọn map trên lòng nào đấy, khu vực nào đấy ở chỗ núi lửa ấy, bên phía trên phía bắc núi lửa mà mình đánh thằng Rykard ấy, cái thằng là rắn ấy, ở trong trung tâm cái chỗ lửa này nó có cái Rykard Lord of Blasphemy ấy, nhớ chưa? Rồi okay. Ta trước nha. À mà thằng này khả năng là invade thì khả năng là em sẽ anh phát. Ơi tắt filter đéo hiểu filter cái gì đâu, ai bật filter mà tắt filter. Cái gì cả? Ơ sao con vợ nó lại đéo ngồi ăn em nhỉ? Sao con vợ lại đứng đờ ra người ra này, anh nhớ con vợ phải ngồi ăn chứ. Sao nó lại đứng đờ ra nó cởi quần áo ra đứng túi rượu anh là thì đéo nào? Làm này tắt được cái hình ảnh đi nhở, chứ bỏ mẹ đi bô nó có khóa không? Đâu. Nó có đứng chân chuông, nó vừa biến mất rồi. Hả? Chúng mày vừa vào biến mất luôn, nó xấu hổ biến mất luôn rồi. Lỗi rồi. Đéo hiểu là thế nào? Hay là em ao ra, em ao ra thử nhá. Nó đâu? Nó vừa mới đứng đây xong rồi đứng đờ người ra cho chúng mày vào cả nó mất luôn. Bây giờ mình phải phát cho vào chỗ khác, xong phát cho vào lại đây. Thực ra là anh nói là nó hơi sai cả. Thằng Vũ vừa vào cái nó biến mất luôn. À. Chạy. Thế giờ mình tele ra Volcano Manor ngay ở trên nhá. Volcano Manor ngay ở bên cạnh luôn. Volcano Manor trước này. Thằng đệ là invade à? Ừ thằng đệ là invade thì có khi là một thằng phải thoát thật. Vâng em kiếm thoát à. Thằng đệ invade bảo sao? Sao phải tí nhỉ? Vũ là quan trọng thôi chứ còn gì. Thôi để anh thoát được. Em có một rồi. Em thoát hợp lý hơn bởi vì em đánh thằng đấy rồi. Ừ, anh cũng đánh nó rồi, anh đánh rồi. Trong đây làm gì có ai không đánh. Có vui vui chưa đánh rồi chứ. Được chưa mọi người, tele hết đến chưa? Mình tele lại chỗ đấy. Mà giết được thằng này là em thực sự công nhận là pháp sư đấy. Nhưng mà Hunter phải thoát trước rồi. Rồi em thoát chứ, rồi em thoát rồi. Đợi Hunter biến mất đi đã. Vũ được những thằng này thì thực sự là đã tốt nghiệp, đã trưởng thành. Tốt nghiệp gọi là trường học viện Nam Nam Xanh đấy. Thoát chứ em. Vẫn thấy Hunter đứng đây mà. Em gì đấy. Thoát rồi gì. Ok nhá, Rykard Lord of Blasphemy quay lại đấy nhá. Tốt nghiệp học viện Lucarian rồi. Em vừa đắng mà đấy, tốt nghiệp học viện Lucarian rồi. Học viện Nam Xanh em. Học viện Nam Xanh em ơi, em nhầm à? Nhầm viện à? Thớ, đéo được rồi, lại không thấy con đấy. À đây, nó đây rồi. Nhưng mà hai thằng kia vào không biết nó biến mất không? Sợ lỗi mẹ này. Ok, đéo được rồi, chúng mày cứ vào cái là nó đã biến mất rồi. Nó đây này. Đâu? À đây là cái đầu của nó. Cứ vào là bị biến mất rồi không được rồi em ạ. Thôi vào lại đi. Đấy, cái này là nó. Hả? Con nó đang nằm đây gì? Ừ, mày đánh nó luôn, bắn nó đi, Vũ bắn được. Bắn anh luôn. Giết nó luôn, giết nó luôn. Ôi đứng ở góc này nhìn. Đánh rồi đấy, giết chưa? Nó chết chưa? Nó biến mất rồi. Rồi, anh chạy xung quanh sẽ thấy đằng kia xuất hiện. Chạy xung quanh. Đấy, nó ra, đang chuẩn bị tiếp ngưỡng trận đấu đây rồi. Vũ đây rồi. Nhìn nó chưa? À, ôi rồi chuyên để học bạn, chuyên học để bao đi mà. Ừ. Vũ không đánh được nó thì thôi đấy. Đấy. Ôi. Thế nào chứ thế này thế nào nhỉ? Tấm vé và tốt nghiệp học viện. Này thì luận án thế này thì bị thầy gạch phê là bị đéo đạt rồi. Thế nào chứ? Ok. Chịu đây. Để lấy kiếm bây giờ đã đi lại để cho ấy đâu ngồi lại nhỉ? Vũ có đánh lại không? Lại chứ. Đánh lại thì làm nào được lại được.
anh em đây, Vũ đại pháo kìa, Vũ đại pháo kìa. Đấy, tiếp tục luôn. Tiếp tục luôn. Ngồi xuống Vũ. Nó chết chưa? Nó đây này. Đây này. À, từ từ để đem đổi đổi vũ khí đã. Theo ai mày đánh solo lại cầm gậy bây giờ. Mày ngồi đây nó lại mất mẹ rồi. Công nhận cái chỗ này. Con này đi cùng một thằng nữa là ở trong kia, chính là hai đứa mà đánh cho. Đâu mày có nhìn thấy cái con kia không? À đây nó lại ra, Vũ nó lại ra đấy. Chiến luôn đi. Cái đi cặp với một thằng nữa là chính là hai đứa mà đánh ấy. Lần này là bài thi lại nhá, cái này là thi lại nha Vũ nhá. Ôi kìa, ôi. Ôi trời ơi, cho Vũ bị thầy đánh chết rồi. Hôm qua em đến trường, thầy đánh em gần chết. Đâu à? Nhìn nó chưa? Thầy đánh chết rồi. Nhìn nó chưa? Chưa thấy. À, thế ngồi đây đi cho nó lại. À. Quan nít còn ai? Cái đi với một thằng nữa là hai cặp mà thằng này nó cũng tự động đánh mỗi Vũ nhá, đặt nhá. Ơi bạn nào cho có chuyển phòng cho tao Vũ xem thế nào chứ. Ừ. Hai thằng này chính là hai thằng. Ôi giời. Bắn nó đi để nó ta ghét vào mày đi, đừng làm cái đéo đây. Ui kinh nhỉ. Vũ cứ làm cái đéo này kìa, đéo hiểu. Bắn nó đi. Váy áo có súng xính nên chạy chát được cái mẹ. Kìa kìa, làm gì đấy, kìa kìa kìa. Vũ làm cái trò đéo này đấy kìa. Anh phải chạy nó về hướng em chứ. Vũ bị ấy rồi, tàu hòa đập ma rồi, phản phệ rồi. Rồi. Phản phệ, bị dính bùa lú rồi. Kìa, kìa. Ơ kìa. Học viện dạy chạy à? Vũ hiểu. Running man mà. Ôi dồi ôi. Bắn. Ui dồi ôi. Đấy. Ôi dồi kìa. Nó mất 144 máu đấy. Và như à. Khiên được kháng tép rồi sao ấy. Đấy. Phải đợi nó mất khiên thì mới gì nó được. Khiên được kháng hết mà. À, đúng rồi, nó khiên này kháng tép. Đợi mất khiên tức là không cần đánh à? Mày phải đợi khi nào nó đánh mày thì mày bắn chứ. Căn đúng lúc. Cái lỗi skill này cứ đợi thì đéo được. Anh em phải tưởng tượng là hai thằng chính là hai thằng và đánh cái thứ không đánh được. Đợi khi nào nó đến thẳng hướng mày thì mày uống cái thuốc bất tử kame và bất tử mana và xong bắn một phát vào người nó liên tục vào. Này khó mà. Bắn cho nó sốt túi mẹ luôn. Đã. Chưa hiểu. Từ bây giờ hồi máu là nó cứ đi gần là nó sọc luôn. Thằng thanh niên này có nhanh lên đo, chạy. Đừng rẽ kinh chứ. Đấy bắn đi thẳng mẹ ở đây. Ui. Đấy. Kinh đi chứ. Đấy. Ui ơi. Chém tao đau vãi trường. Nó gần giết Vũ Chí Ba Tá Trợ rồi kìa. Nó sọc mẹ. Như đúng rồi, thấy chưa? Chỉ vì là muốn đặt cái đường thẳng cho Vũ bắn thôi đấy. Không, thực ra thằng này bọn anh đánh được. Nhưng mà vấn đề là Vũ. Đấy, ngồi đấy. Chạy. Ôi, anh em phải xuống giết đấy luôn đi cho nhanh ra đó. Mất thời gian. Hiểu. Ơ, hồi máu lại cho ra. Ủa nhà đại huynh ngồi máu đánh lại thì đâu 10 đời rồi em. Nó đi. Đâu rồi? Ở đây cứ đánh chết này. Nhìn thấy nó luôn rồi. Ấy à. Bay à. Ôi mẹ Leona. Mình kéo nhìn thấy hai người chứ. Cũng kim cũng khe lửa kinh vãi đái ạ. Đâu rồi? Bảy rồi dùng hồi máu kìa. Đúng không? Nó chết đi. Đây rồi. Bây giờ chết. Phù lão với tao. Chết rồi. Được cái cam mô công đấy. Cái có một cái tự nhiên biến ra là thế nào? Ok. À lại bộ con này. Ơ ngày xưa tao không có như này đâu nhá, ngày xưa giết nó xong và nó mất làm gì có chuyện nó hiện ra như thế này. Ơ kìa. Ơ nằm mẹ. Nằm mẹ luôn kìa. Bộ này là bộ phép à? Bộ bộ ấy thôi, bộ bình thường đấy cho đạt mặc. Đạt đeo cái mặt. Đấy Vũ mặc vào trông cho lộng lẫy.
Thôi Hunter vào đi em, được rồi đấy. À thì phải ra khỏi chỗ này Hunter mới vào được cái nào. Vâng, đúng rồi. Hunter vào lại đi. Đâu đẹp. Đẹp mà, mặc cái bộ đẹp mà. Ui được đấy, cái này được đấy. Đấy, vệ. Hợp với kiểu pháp sư như Vũ thôi. Trời ơi. Cả bộ đấy là đẹp nhất mà. Nếu hiểu Vũ không thích mặc cái bộ Renala, cái bộ trông váy áo xa xượt chán luôn đi. Công chúa Bắc Trăng. Đấy, ừ đấy công chúa. Mẹ. Thế chứ. Cái bộ này là có cái con nó ăn sắc người đấy Vũ ạ. Trông kinh lắm. Vũ đang đéo nhìn cái cảnh đấy nên chắc đéo đến kinh cái bộ này. Ừ, con đấy ăn sắc người đấy. Thôi cũng chả vấn đề gì. Mà bộ này trông cho nó sáng sủa, bộ kia đen lắm. Hunter vào chưa em? Đen cho Ninh á. Nó xong cho Ninh nhỉ? Thế chắc phải ra khỏi đây rồi. Không, không, nó join Ninh xong rồi nó lại gì luôn. Thế phải ra khu này là nó... là lối hốt rồi. Không. Bây giờ thì anh thử phát travel lại về Gate of Thrones nhá. Gate of Thrones nhá. Hợp với pháp sư ba phép à? Ghét Phở Rôn đấy. Sao Vũ ta ghét vua người á? À vua đầu á. Nó trình độ mà. Đấy rồi đấy, không được à? Ghét Phở Rôn mà. Đấy rồi đấy. À với cả bây giờ ấy, những cái con mà boss nào cách không cần lấy vũ khí ấy, cách bật inventory lên. Cách bấm inventory, cách bấm vào cái mà icon remove của nó là sẽ nó sẽ cấp rune cho cách. Và cách sẽ không đổi đồ nữa. Cái gì cơ em? Bây giờ anh bật inventory lên. Anh kéo bên dưới anh có thấy hình thằng Radan không? Bên dưới cái golden rune ấy. Bật inventory. Đấy kéo dưới vào có một cái hình thằng Radan đúng không? À, vào rồi. Đấy anh bấm vào đấy, anh kích chuột ở trái và rồi anh bấm use. Nó sẽ cộng cho anh 50.000 luôn sao? Tứ em lại định dọa anh rồi. Tuổi nhà anh đang chưa tới lề. Cái Frodo đâu đấy? Mẹ chỗ thằng lính đầu game ý. Xong tên hình, à xong. Đã tìm rồi nhỉ? Thằng lính đầu game ý. Get Throne đéo tìm được. Bao nhiêu lần về đấy rồi. Tao vote rồi nha, đấy có thằng Đạt cuối cùng đấy. Mẹ đi xa quá, về nhìn cái tìm lại cái chỗ bạn đầu nó bị. Anh ngu thế à? Ừ, Vũ tan coi. Lý cái thằng đấy luôn đi chứ. Để nó nói thế à? Úi dồi ôi. Chồng Vũ. Chồng váy hơi bẩn Vũ nhá. Khi nào mà mình khi nào mà mình đi lên núi lửa ấy, kiếm cái bộ cho Vũ mới là bộ chuẩn. Tao thực ra từ cái hồi mà tao chơi con này, nhìn cái bộ đấy là tao đã mường tượng sau này cho Vũ mặc rồi. Bộ đấy mới gọi là bố của pháp sư, đẹp Vũ kinh khủng thay, luôn. Vũ thay mẹ luôn kìa, kiểu chê bạc bẩn quá là thay luôn. Khi nào mà lên núi lửa anh búp cho bộ khác được. Bộ này nó xinh xinh. Enter vào lại đi em ơi, enter vào lại xem nào. Để đắp rune vào lên level. Này lên cái gì nữa nhỉ? Anh búp vào inventory chưa? Anh kích vào cái thằng kinh Radan chưa? Đấy anh thấy thằng Radan đây rồi. Đấy kích vào xuống use. Còn có cả cái thằng Black Feus rồi. Đấy anh thấy hai đồ thằng ấy không hợp với anh dùng luôn, thằng là cộng cái này là mình phải free fire rồi. Anh kích vào đâu? Anh không biết là đồ này nó ra đồ gì. Thằng Radar không phải đồ hợp với anh, nó thanh đao với cả cây cung mà. Thế cái thằng bên cạnh. Cái thằng bên cạnh thằng nào? Thằng Rekat á. Như Rekat. Rekat thì là đổi được một cái phép lửa với cả một cái phép thế mà đấy cái kiếm của anh Dũng đấy không hợp với anh đâu, anh đổi luôn đấy, lấy rune mà lên level tội gì. Yêu mới xong join nhỉ? Không ra được không? Không ra được để anh thoát lại vào lại. Nào lỗi tốt rồi. Tốt rồi, từ đây em join rồi. Em thoát hẳn game đi. Có 40.000 em lại lừa anh rồi. Vâng, 40.000 nữa rồi đó. Nó tương đương với cả rồi, tăng gì anh em ơi, tăng sai tăng mai. Ờ anh tăng vào hát cái xanh xanh đi, mana đi, Vigo nữa, mana nhiều càng tốt. Vigo bao nhiêu thì vừa, 17 được chưa? Vigo 20. Nếu hiểu Vigo 17 lên cao và không có máu yếu giấy. Mọi người đều trên 24. Dex giảm thời gian delay cast spell á.
của tôi có phải là pháp sư như Vũ đâu. Mà deck điếc cái gì, Vũ thì mới cần deck chứ. Anh cứ bây giờ anh coi mana xuống đến Vigo. Mana Vigo. Mà thôi, Vũ cát nhiều làm gì, Vũ cát phát thôi. Chạy chạy vào chỗ nấp xong lại cát ấy mà, chứ kể cả có cát nhanh cho Vũ thì nó cũng cát liên tục đéo đâu. Không, nếu mà cái thanh mana mà dài thì anh sẽ giữ được cái chiêu Kame lâu hơn. Lâu hơn nhưng mà nó có đứng cho em Kame đéo đâu. Bắn được cái nó lại nhảy ra chỗ khác. Đã bảo là uống cái bất tử mana vào thì đéo nghe. Mà quên, nếu nãy mình đánh mấy con kia mình không uống cái bất tử mana. Uống vào đập dập cho nó sướng. Tưởng được có 5 giây thì ổn đéo. Giảm ít thôi, không ăn thua đâu. 100 deck giảm được có tí. Ừ, trong này cái deck, những cái chỉ số deck đủ nó không cải thiện được mấy đâu mà. Vâng, anh giúp anh cộng 1 sen thôi. Sao anh tôi không vào được cái gì? Đây, đây em vừa thoát ra vào lại rồi. Đây, đây em đòi lại. Xài cây 2 skill cơ. Trong này ấy, anh em muốn sử dụng cái nào thì anh em phải dụng Talisman thì nó mới thực sự là có biến đổi khác biệt. Chứ còn tăng mấy chỉ số đã ăn thua đâu. Chỉ số là chỉ để sử dụng được phép, sử dụng được đồ thôi. Ví dụ như là mấy cái talisman, có talisman giảm thời gian cắt phép ý. À đúng rồi, canh lấy cái đấy không? Trong học viện Lucaria lấy cho anh Vũ luôn. Đây, Vũ cứ quan trọng Vũ có lắp không, chứ còn thì bọn anh thì lắp đơn giản mà. Lắp từ 3 phép thì không cần cắt nhanh đâu. Nhưng mà chiêu Kame của anh Vũ bây giờ là lúc anh luyện lâu ấy. Và bây giờ cắt có cái talisman đấy là sẽ vận rất là nhanh. Nhanh có thể bắt luôn. Không được anh ơi. Không được, thế thôi anh nào đã. Ào nha. Hội nghị mà chưa có cái gì nó phụ ấy thì mình đi lấy cũng được. Chắc cả giảm được khoảng tầm 10% thời gian hồi chiếu. Trong này tầm 10% thôi mà, lấy đâu ra nhiều hơn. Đang lại cắt mất 10 giây thì còn 9 giây. Ôi, dùng thế phải khác biệt đấy anh. Dạ, vấn đề em phải hiểu này Hunter ạ. Vũ bắn một phát xong ấy là Vũ có phải chạy tìm chỗ nấp. Xong Vũ ấy bắn tiếp chứ đéo có cái chuyện Vũ đứng một chỗ cát đâu, nên là em có phải lo vấn đề làm cái gì. Xuân Kiên khổ anh lạ gì đâu. Như đứa khác cơ thì nó còn liên tành xoạch, chứ Vũ thì anh hiểu lắm. Bắn xong là lại phải ý ới ừ à, khê khà làm cốc nước chè xong bắt đầu. Thôi bây giờ mình vào kinh thành luôn đi. Đánh à, đánh cái thằng canh cổng ở tường thành cho Vũ giao lưu thằng đấy được đấy. Ở đây không đánh thằng đánh không làm vụ con kia. Rani à? Rani á? Rani em có nhiều quét line nữa không? Quét line. Ừ, tại vì là quét line của nó khó phết đấy, phải đi nhiều chỗ phết đấy. Được. Em nhớ thì ok thế thì được. À thế đi làm Rani. Rani xong đánh con Astel, quái vật không gian. Rồi vào đây. Con Astel đấy khó phết đấy, phải đùa. Không mà con Astel đấy Vũ bắn Kame được thì con đấy ít di chuyển. Bắn ngon. Bây giờ là mình xong được một con đúng không? Thế là con nào chưa? Được một con đúng không? Ừ, nãy giờ mới được một con mà. Con treo treo tính nhéo gì? Con treo treo vật vật. Crap. Hôm nay KPI mình có 1 rồi đấy. Hai con. Mày vào rồi mà fail đéo gì. Cái con mà invade là 1 con nữa rồi, 2 con. À, 2 con. Ờ, à, con invade. Đáng hiểu, con xương khớp bà rằng đéo tính, vậy tính con invade. Con bắt này thích vào thủ đô trước được. Xương khớp. Thủ đô là cho Vũ đấu với cả anh canh cửa luôn đấy. Anh canh cửa mạnh ngang một con boss chính đấy. Trong thủ đô có một viên 6 nhá, viên 6 anh đạt cần đấy. À không, giết anh canh cửa xong rồi cho Vũ cầm cái khiên của anh ý thì sợ éo ai nữa. Anh canh cửa, cái con cái ngựa canh cửa cầm. Ừ, cầm cái khiên đấy cho Vũ ý. Con đấy khó vãi biểu đấy. Ừ, con đấy khó vãi trưởng mà. Nhưng mà anh đâu. Cái khiên đấy là nó scare vào Intel. Em cứ phải sờ ke, sờ củng cái gì. Vũ cầm cái đấy là không phải sợ ai nữa, nó bắn đi. Thoải mái bắn luôn. Vũ có thích gì đấy không? Cửa đấy kinh lắm. Một tay cầm mẹ gậy phép, một tay cầm khiên đấy mà đỡ thì yên tâm. Cứ đỡ xong lại bắn, đỡ lại bắn, không phải sợ luôn. Anh canh cửa đấy là đội trưởng đội hộ vệ. Ừ. Xem nào, xin cái khiên của anh lính đầu game kia. Anh thấy nó che cả người. Ui rồi, cái khiên thằng lính đầu game là cái gì? Khiên đầu game là cái phò phạch gặp cái khiên của anh kia gọi bằng bố.
Mày cứ cảm giác nghe cái khiên của anh kia ấy, to gấp 4 lần cái khiên của thằng lính đầu game. Máy lồn. Máy hết rồi em, đợi của em ấy. Nói chung là khiên anh lính đầu game là khiên để loại mẹ. Khiên mẹ thật. Hàng trôi nổi khiên thật, còn khiên anh kia là hàng ép bố xịn. Khiên rồng đấy. Khiên bố đời. Khiên mẹ, khiên rồng, khiên làm từ xương rồng mà. Máy trưởng luôn. Một hàng là hàng đi tour nghìn mấy nghìn đô, một hàng là hàng tàu nhanh 2 lít. Thôi đi luôn đi, đi luôn đi, đi luôn đi, luôn đi luôn này. Phát trả vờ luôn nhá, phát trả vờ luôn nhá. Đến đâu nhỉ? Phát trả vờ đến chỗ Kinh Thành ấy, có cái Outer World Phantom Chi ấy. Đúng nhỉ? Đúng rồi, Outer World Phantom Chi. Chỗ nào đây? Trên chỗ Kinh Thành ấy. À, có mỗi một cái Outer World Phantom Chi chứ gì? Hình như rất là con rồng pho tí sắc luôn anh. Sao em đã thấy nhỉ? Chéo đéo đi từ bây giờ đi anh pho tí sắc em. Chả có cái gì. Chả có cái content, chả đi theo đúng như là cái sắp xếp gì làm content thế này gì. Chết em ạ. Tuổi xong là hết mẹ luôn. À rồi. Ôi trời ơi, mình phải tư tư chứ. Con rồng bên ngoài có phải pho tí sắc đúng không? Con rồng pho tí sắc. À, rồng bên ngoài á. Rồng ngoài là rồng nào? Outer World Phantom Chi thì chưa thằng Đạt. Rồi, canh vào đi. Vốt đi. Tao vốt rồi đấy. Ờ, con rồng mới là lang sắc à? Chứ gì? Lang sắc tức là sắc lang ấy hả? Sắc lang. Khiên anh Sentinel bị nép rồi nhưng cứ đánh cho vui, vui là vui nào? Lại fake news lại, lần trước cũng kêu là cái gì? Cái đòn bất tử mana chỉ được có 5 giây, đéo hiểu. Fake news vạ vật. Anh em mốt làm việc luôn gì nữa. Bán luôn chứ gì nữa. Không cái khiên. Đề nghị không bàn lùi này, nhá. Cái khiên của thằng này không phải là cái khiên mà tròn tròn đâu nhé. Cái khiên là khiên rồng. Khiên rồng. Tất cả những cái tất cả những cái mà anh bọn tôi làm thì nó đều là rất là bố đời và rất là anh em phải công nhận chứ thì. Lên luôn đi. Đi. Đánh thằng này đã anh em, đánh nó cho đằng nào cũng phải đánh nó để vào trong thành mà. Đánh nó xong rồi đi làm quét Rani, bọn tôi phải KPI một ngày 5 con boss chứ. Bây giờ mới được có 2. Con này là 3. Xong làm quét Rani đánh con Astel là 4 đấy, mới được có 4 thế đấy. Đấy, anh điêu huynh này. Anh chết này. Vật giết con tổng quay nữa thôi là 5. Gì đây? Điêu huynh. Đâu nhỉ? Anh Sentinel đâu nhỉ? Chạy thẳng đấy, ta đang chạy đi theo tao đây này. Anh đấy, anh đấy là có quả phù máu anh ấy trưởng vãi lì luôn đấy. Không, anh chi Sentinel này là được xếp vào boss lớn mà. Được xếp vào boss lớn luôn đấy chứ không phải là lên đây nữa đã. Khó đấy, em nhớ rồi, xem đánh khó mà. Ừ. Bây giờ tao đánh nó phải tầm 100 lần đấy, ít đâu. Vũ hôm nay mà giết được nó thì đúng là anh em phải có cái sự cũng còn là tốt nghiệp, phương pháp vừa rồi là tốt nghiệp fail mà. Tốt nghiệp luôn. Cái này là không phải là tốt nghiệp, đi lúc nãy tôi cấp 3 nhá. Tốt nghiệp đại học luôn nhá. À không, lúc nãy đại học ấy, bây giờ là cao học luôn nhá. Cao học luôn. Học một phát xuyên cao học luôn. Xong rồi tí vào Vũ còn solo Astel nữa thì thôi là tiến sĩ luôn nhá. Doctor of the Thành Vũ đang đeo bộ kia lại chuyển qua bộ này rồi. Hôm nay cho nó thực dụng này mà. Vừa rồi là cái pha vừa rồi là Vũ là chậm ra 1 năm rồi đấy Vũ nhá, bách khoa 7 năm rồi đấy. Đi nhanh lên đợi như này. Tao sự học là mãi mãi. Sao cái pha này Vũ thể hiện thế nào? Solo nhá. Solo gì nó trước giờ phải đánh nó phải solo. Mày đi thi vậy có bao giờ mày được thi vậy 2-3 người không? Hunter cười khoái trá lắm. Cười khinh bỉ. Hiểu hiểu. Anh em thấy những người anh của em quyết tâm như vậy chứ phải anh tôi thấy là đúng. Ừ. Đéo ấy hiểu cứ hờ thì đéo là. Em đừng có cười. Ủa cái gì đây? Đéo ấy, tà thần à? Anh giúp người dẫn đâu đây? Ơi nhớ chỗ này trước ở chỗ này là có cái nhà ở như cơ mà nhỉ? Mà anh nhầm à? Thôi rồi xuống đi, xuống đi. Cái nhà này nó có mà ngồi một buổi tối là có một con boss bố lời lắm. Thôi đi nhanh lên. Cứ làm cái này xong mẹ tự nhiên lại mẹ quay đi cái khác nhéo bao giờ cho xong.
Đây cái nhà, đây là cái nhà xếp bên này. Nhà xếp đâu? Bên trên đây, nhà xếp đây. Giết con này trước rồi qua giết thằng kia cũng được anh ạ. Phải à? Anh cái nhà tít đằng kia mình xếp rồi. Ôi đi 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 đi, quay xuống dưới này đi 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 đi. Đây ra cửa đấy, ra cửa, ra cửa đây em nhớ được. Tưởng là đây có đi đâu đấy, anh dẫn đường cho đây, đây 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 đi đây. Anh Dũng, anh nghĩ nào, anh nghĩ Hunter không dẫn được đường à? Anh đi cho nhanh chứ còn ý anh Hunter đi chậm gì? Hunter anh thấy nào? Hunter anh thấy nào? Ho luôn, bực ho luôn mà. Thổ huyết luôn. Căn bản là nhiều khi tôi với cả Đạt cũng chưa Hunter nhưng mà chưa giờ em nó tỏ ra kiểu thổ huyết này đâu. Tức là bị cái đứa mà nó ghét ấy, nó trêu ấy, thực sự là bực ấy. Ui ui, cái này nó có thù mình từ hồi mình trêu nó hay sao ấy, bây giờ nó ra nó vẫn nhớ mặt. Vụ thế nào bị bắn mất đít mà xem. Mẹ đi. Liên tục bảo đánh đầu vào. Ôi dồi ôi, mình vừa nó dứt lời đéo đéo nó đéo bắn vào đít vào cái bắn đít mình ạ. Tổ sư. Đây anh ấy đứng đây, Vũ vào và xử đây, anh đang đứng hiên ngang đây này. Xếp thì sao? Ây à, ui đau thế. Việc gì phải xếp thì em. Đấy. Vũ ơi, lên đi. Lên đi Vũ. Ây à, lên đi, lên đi em đi lấy công nước nha. Kìa bắn đâu đây? Vũ bắn cái đéo gì đấy. Đấy, ui dồi ôi đấy. Tuyệt vời luôn. Ui thằng kia chết đến nơi rồi. Ui dồi ôi. Em ra đi lấy bỏng với lấy nước á. Có gì vô đánh nhá. Ui dồi ôi. Nhanh vậy. Hunter đâu rồi, em bỏ anh Vũ của em như thế à? Hunter đâu rồi? Đấy hồi sinh. Đéo được hồi sinh em ạ. Được, con này có gì mà không được. Xin nhá. Nha. Đéo phải con kia nó cứ mẹ bắn tên kinh vậy. Nó lạnh xanh. Cái chỗ nào nó gần gần tí à. Anh đi đánh lại nó dễ. Tầm gì có chỗ gần, ở đây nó chỉ thế thôi. Chạy em chưa? Đéo gì đâu, sinh đéo đâu. Thế à? Thế thôi chứ thằng Đạt ra luôn đi cho nhanh. Vào luôn đi anh em, mình xử luôn đi. Hay Hunter anh em xử nó luôn. Từng người ra một. Từng người một à? Từng người một luôn. Ơ nhạt rồi. Ủa cái gì à? Thế bị rồi. Thế để em đánh đi nhá. Ủa. Ủa. Thì cũng đánh mình cũng không thấy đâu. Thoải mái đi em. Đánh ai? Anh đánh ai? Anh đánh ai? Anh đánh ai? Ấy! Chờ vua à? Chết mẹ được trời. Đéo gì? Uống cái này vào chứ nhỉ? Quên mất. Là không chờ Vũ à? Bố con chó. Đừng đi hết nữa. Bố con chó. Bố, ai à? Ngay trước khi đi là bị ai à? Mẹ đâu ca bê giúp cô thẳng vào tao chịu thì đéo nào. Anh đã bắn hết sức. Ơ kìa. Tôi cũng sờ kill nó liên tục, mắt từng đầy máu thế còn thế nào. Ôi Hunter kìa. Ôi rồi rồi. Ôi Đạt một mình nửa máu đấy. Tất cả chỉ cho Đạt đây. Đạt thêm nào anh solo cũng nửa máu nhá. Sướng. Thêm nào cũng nửa máu được. Ôi rồi. Ôi anh ấy phê hai kinh lắm. Đéo đùa đâu. Con này ngang xếp hàng ngang nó lại á thần mà. Tức là nó xếp thứ tự đánh ấy. Là con này được xếp riêng một thứ tự riêng mà. Máu nó gấp 4 xu đó là để em đánh. Đánh đi anh. Thử em.
Hunter solo. Hunter solo à? Được. Đấy Hunter cố tình được. Luôn mà, tôi chọn em solo luôn. Thế là đầu tiên là để anh kia vào solo trước. Tức là cái biện pháp này là cái biện pháp mình vẫn hay sử dụng với thần trùng ấy. Tức là hay chơi cái con game, hay chơi con game vớ vẩn bẩn thỉu trước. Giá ngang thần trùng trước. Thế hóa ra là Vũ là kiểu lại vớ vẩn bẩn thỉu à? Xong rồi sau đấy mới bắt đầu nói đến thần trùng thì ở đây cũng như vậy. Ban đầu là cho trước, xong rồi Hunter bắt đầu vào. Người ta gọi là biện pháp đòn bẩy anh em ạ nhá. Khéo, Hunter khéo. Khéo mà. Người mà phải biết sử dụng các biện pháp tu từ thường là nhà văn nha. Đấy, anh Vũ vào trước xong rồi em vào sau. Em lại định tu từ liên lại trực tiếp à? Biện pháp coi như là trực tiếp luôn, mọi người nhìn cái chiếc của Vũ xong phát là nhìn em rất đó luôn à? Em thế thì em còn nói chuyện gì nữa cái chứ lại. Thế để em trước vào, anh Vũ được. Em trước rồi Vũ. Ui rồi. Như em nhớ ở đây có đoạn xếp thì phải. Đâu đã có xếp. Như ở bên dưới núi sao? Bên núi xong lên nào em? Ngày xưa anh cũng đéo nhớ vì là anh thấy con này phát quan luôn thì anh đéo nhớ thì xếp chị đéo. Cái điểm xếp được trong mại thành. Quan đi ngoài cửa có xếp. Hồi đấy là anh vào mẹ mi mic mi mùng anh đập cho nó. Hồi đấy là anh mạnh vãi cứt rời mới vào anh đánh nó thành ra là mẹ... anh cứ trưởng cái là nó oảng mẹ luôn. Chán. Nhưng anh đánh nó hai lần thì phải. Ra xong chưa bố anh nghe Hunter vào trước gì? Đó. Anh vào đi. Tưởng vào bên trong thành xếp. Vào thì đéo được, nó canh thì vào gì? Trước chứ chạy qua là gì? Phải cả trước chạy qua Vũ mà tưởng mẹ. Đã vào thành đéo đâu? Vào nha. Nãy là Vũ đứng ở rìa kinh đô chứ gì. Đấy, Vũ mở to mắt ra. Đấy, nhìn em nó đánh kia kìa. Em tắt ao ở đây này. Úi, 3.000 đam rồi, mổ phát cũng chết đấy. Mở to mắt ra. Ui. Đấy, nhìn thấy chưa? Có cảm giác mà xem Hunter ra đòn nó chill thế. Nó cứ nhảy máu cứ bầm bầm thôi. Vũ xem tắt ao thế nào, tí nữa sang phase 2 nó xét vào mặt lại chết lại kêu. Đeo được. Pháp sư đeo chuyện sợ xét. Xem thì cũng đứng xa xa vào. Mày ui. Vũ kìa. Này nó bắn vào Vũ đây. Đấy, xem thích kìa. Bảo sao mà cái hồi xưa cái bọn La Mã nó phải xây hẳn cái đấu trường là vì thế. Đây là mình còn xem nhân vật máy đấy nhá. Ngoài đời nó còn xem người, nó còn đến thế nào. Chắc nó cổ vũ như anh em mình thôi nhở. Chắc nó cổ vũ như anh em mình thôi mà. Thế gì mà. Đây là nó x4 máu anh em nhá, chứ còn bình thường là Hunter giết nó rồi đấy. Đây nó x4 máu lên nó mới được từ này máu mà. Anh em nhìn thấy nó mất 1/4 kìa, tức là đằng nhãn là nó chết rồi đấy. Hay là mỗi anh em phải đảm trách 1/4? Chắc thế thật. Đây Hunter ra đi, bây giờ xoa lần chiến Vũ vào 1/4 tiếp theo. Ủa, nào. 1/4 chưa? Rồi, 1/4 rồi, thậm chí còn 1/3 mẹ rồi. Vào đi còn gì nữa. Vào đấy. Phần mày đấy. Nó vào đi, đi đâu đây? Vào đi, nhá. Chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Mất target rồi. Mất kịch cất à? Có target này em. Mẹ rồi. Mất target được con nó rồi. Ui, rồi thôi. Thôi target thằng bên này. Thôi. Target được nó rồi. Thôi. Xuống ngựa đi xem nào. Hunter chết từ cái kìa. Này thì không target được này. Ui rồi. Ây da! Vũ ở trong phim La Mã là kiểu ấy. Ôi anh ơi! Văng mẹ game rồi! Em đánh nó đi cho anh. Nếu mà đánh Vũ văng cả game luôn, kinh chứ! Văng mẹ game. Heavy loát rồi à? Đó, bắn tao nữa đi! Cái bẹ mà nào? Bắn này. Ê, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi.
chiêu lửa bằng 2 lần, bật 3 lần. Nhanh phết đấy. Bắn đi. Nữa đi. Nữa đi. Ôi, chết luôn kìa. Chuyển phỏm nhanh thế. Kìa xong chúng chết rồi. Nó chuyển phỏm nhanh thì tao, nó đang target mày, nó lại mày. Ôi xời ơi. Chết làm gì nữa, các bạn Vũ không đảm nhận được cái 1/4 ấy. Đeo được cái việc gì. Nó đang target thằng đảo, chuyển ngay sang mình được ạ, à? Nhanh. Thằng này khôn thật. Cái mà là cái đoạn Hunter bị chết là bởi vì Vũ chần chừ. Ừ. Hunter đang đánh nó ok mà. Em đang đánh ok, tự nhiên cứ đứng đờ người rồi xong giả vờ bất ta ghét, nếu hiểu. Sao lại còn giả vờ băng game chứ? Thôi thì nó là lỗi em. Không hiểu đến cái mức độ phải giả vờ băng game thì tội chịu luôn đấy. Hunter ngồi buồn này. Buồn, bực chứ. Đéo làm nhỉ? Vũ đang ở đâu mà đi đường nào? Đấy, ra mày đã vào đâu mà đường nào? Ơ kìa. Ôi vào bốn anh em xử nó luôn đi cho nhanh chứ trông đợi đéo gì. Lần đầu em đánh em trả lại 1/4 rồi. Vãi cái trường. Đợi Vũ đây em ơi, đi chào. Đợi Vũ mà. Đã lấy cái golden rune thôi. Đâu nhỉ? Nãy có nhặt run không? Thôi nhặt gì dằm ba cái run. Đi. Đi. Vừa mới cộng lên level rồi. Còn chậm gì. Phải đánh 4 thì dễ quá. Mười mấy nghìn run mà. Đánh 4 thì dễ quá. Thôi thì Hunter lại vào giết thôi. Hunter thì... với Hunter với Vũ thôi. Hunter với Vũ đúng rồi. Hunter với Vũ. Vâng, đúng rồi. Thế là đẹp. Đấy cũng là kết nối tình anh em luôn. Đấy lại giờ vừa kẹt. Đấy. Hiểu kẹt cái gì luôn. Em được thì anh ta sẽ vào. Ừ, không, em nó thì một cười cho em ấy mà không được. Em đến đánh đến sáng thì thôi em. Của anh chỉ có ngồi xem thôi. Cái này là cũng coi như là đi thi cao học là có nhắc bài đấy. Có phao ấy. Người ta nói mang tài liệu vào phòng đấy. Rồi. Chuẩn chỉ người ta gọi là có. Ok, anh tôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Cố tình chết để không phải đánh cùng Vũ mà. Thằng Đạt tự nhiên nói là cái ý tưởng ấy làm gì em có muốn đéo đâu. Bây giờ chẳng lẽ anh tự nói thẳng là em đéo đánh đâu à? Thế là cứ phải ấp ừ hề hề là vâng à. Anh thấy em đang bon bon em la mẹ em bực lên nhau. Cố tình nhảy mà. Nhảy thẳng luôn. Nói thẳng là ui giời mẹ. Đánh với pháp sư khác. Được nhưng mà pháp sư này thì em làm anh nhớ đến cái câu nói của Kiều Phong đấy. Tên ta lại đi cùng Mỹ kiểu chửi bộ dung phục đấy. Lúc mà... Đâu nhỏ đâu nhỉ? Không, ta phải là như này đây, phải là quan Vân Trường cái thời ngày xưa Kinh Châu là bên coi như nhà Ngô là coi như là muốn gả con gái ấy. Quan Vân Trường bảo con ta là dòng dõi coi như là tướng mà lại lấy chó à thì sao pha đấy là mất Kinh Châu luôn đấy bộ đời. Ôi Vũ điên. Ôi. Lên và bắn mình luôn à điên. cay rồi đấy. Ừ, kéo đấy gì luôn mà xong phần đây đấy nhá, xong phần em đấy nhá. Phần em xong rồi nhá. Đấy xong phần Vũ kìa, Hunter kìa, được em rồi đấy. Vấn đề của em tới đây Hunter ơi. Hả? Anh xong phần này anh rồi, anh đi đây. Hunter đến chưa em? Anh mới lại Hunter mất 1/2 chứ. Ờ mày Hunter mất 1/2 chứ. 1/2 à? Ừ. Vậy Hunter làm nốt 1/4 của em đi, anh làm 1/4 của anh đi. Anh điên. Nó hồi mẹ máu rồi. Đánh nhanh nó hồi mẹ máu bây giờ. Nó đâu rồi? Nó đi à? Nó ngủ rồi. Lững thững kìa. Thế kìa. Bắn trượt. Đâm mẹ vào đùi rồi. Bắn trượt lại chạy. Oh. Anh cứ đứng thẳng cho bắn thôi, còn nếu bắn trúng thì thôi đi.
Ôi, anh ấy chả đam, anh đam thế. Em đuổi được anh kìa. Em vào luôn nhá. Vào đi. Không đợi gì, vào luôn thôi. Xử lý đâu đi. Anh quên. Tôi một mình Vũ đánh luôn rồi bỏ rồi. Rồi là kinh đấy chứ. Phát đầu tiên đã bất tử, phát đầu tiên đã bất tử mana rồi là cứ thế mà bắn thôi. Bảo phép đấy nó uống cái kia vào kinh lắm không nghe. Đấy, ui Hunter nó chém cái máu giật. Đấy, à, ngon anh em sắp kêu picking kia chứ. Đã xong phần một nửa của anh rồi nhá, đến lượt em đấy. Rất nhiều. Ok, Hunter chết rồi. Ok á. Đi đi. Vũ bị thằng linh ở xa nó bắn cung. Ôi nha, đấy là phần còn lại của mày đấy nhá, Hunter đi rồi. Ok, đi bắt tình đéo nào. Đéo hiểu, đi đứng ở đây làm cái gì đâu. Vũ đi đánh, Vũ đi ảnh đi luôn. Đéo hiểu. Mẹ, em đứng xem thôi mà anh ơi. Ôi dồi ôi. Vãi cả đái à. Tất cả tại chó Vũ đéo lao vào anh em ạ. Đéo hiểu công việc đã giao rồi. Là hai người, chứ mày có đứng chạy đéo đâu ấy, thì khán giả cũng bị vã lây. Đấy cái thằng trẻ con ở ngoài ném đá. Nó giật anh Dũng, té anh Dũng đi luôn. Ừ, nó giật đau lắm, mẹ. Vậy đéo để với hai thằng trẻ con ở ngoài ném đá. Vỡ đầu để tuyển thủ. Đấy, Dũng sợ anh Vũ đeo lấy cái khiên đó đấy. Chuyện đó thì chẳng bao giờ em. Vào dứt điểm rồi. Nó pha đấy dứt điểm được rồi mà. Vũ pha đấy là tự nhiên là bị cái thằng khốn nạn bắn cung trúng đầu. Khổ. Nó bắn chuẩn. Nắm tay thôi chờ tí. Cái đấy bị làm sao đấy? Okay. Bị con dở hơi nó nắm tay. Thì cứ chạy đến đấy đi. Thật mẹ chó xem tắt ao đéo hiểu. Mình đang đứng mẹ. Chuyển phỏm sang mình ngay ạ. Quan sát viên thì đéo nào. Ừ. Chết cười. Bàn tơ sao quả đấy em phải uống máu ấy, uống lên tay uống đều đều mà chết thì chết. Bên uống. Bốn anh kia. Anh thấy em là mạnh nhưng mà quên uống máu thì uống chín bình máu em cũng chỉ uống gọi là uống tẹt bô cũng không hết được đâu. Hay là thấy Vũ uống máu là anh tơ không chịu uống luôn để mình giống ấy, không muốn giống ấy. Thể hiện ấy. Mình lại phải uống máu như em hắn ta ấy. Nào. Ui, ok á. Ui. Đi cắn rồi. Đấy. Tên gặp một đít. Con lợn này khó chịu thật. Nó là con ngựa em. Không em nó nói chết mẹ ngựa rồi. Rồi hai anh em ra mà đi. Anh dụ thì dụ nó vào sâu trong kia, đừng dụ nó ra chỗ quế mấy khổng lồ. Tí ra giết luôn hai thằng khổng lồ nhá. Ừ. Bực hết cả cửa mình. Xong chưa? Rồi chiến đi. Chỉ cần giết thằng bắn cung thôi là ok rồi. Nào giết luôn cánh em. Okay. Giết luôn à? Để em vào đi. Vào nhá. Vũ đâu? Vũ đâu rồi? Vũ đâu rồi? Điều hiểu. Thôi, chiến luôn đi. Đấy, đến rồi đấy. Ui, đi. Đâu đấy? Ai không đánh được nó thì thôi. Quên. Ok. Ấy, đứng trong một người bị được kéo không ra được. Đứng thế anh, của anh. Anh đánh. Lại giật mình. Úi giời. Của anh. Chết của à? Anh. Đã đâu rồi? Em đây. Của anh.
Ok á. Con này quan trọng là phê 2 nó nào, nó các em lại nằm hết rồi. Tất cả mình lắp cái ra 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 con, thả cái ra ra con vào nữa, tăng man ra con đạp. Anh bắn ai? Được. Anh bắn ai? Cái ngồi đây. Phải đi à. Đi là đi thế nào? Solo à? Solo luôn. Vượt. Đạp nhỉ? Ây à. Hay quá nhỉ. Đấy. Làm được. Làm được. Lão. Làm gì? Có bố mày đi. Hết nó rồi à? Hết đâu, còn chứ. Ây à! Giữ đi, em chạy ra nơi. Ai cứu rồi, lát hít rồi. Vụ lát hít thế này. Lát hít à? Ừ. Vinh quang đấy. Bên máy kia anh chạy qua bên bên trái đi, chạy đến cái thằng Vinh Quang thì tôi vũ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là bị thằng nó cung bắn chết lắm. Oh, victory. Kẹp này. Bằng này. Này. Chết rồi. Thế thì thế vậy. Này. Đéo có nhiều máu thế. Này. Cũng nhiều thế này còn nhiều, một phát bắn bất tử mana là nó đi luôn. Sợ không bắn đi thì mày ok chết rồi, chết hết chứ con đâu mà bắn, bắn cung ấy chứ bắn đi thì xuống bắn luôn rồi đi. Vinh quang cho Vũ mà, cái này khiên được, khiên được cho Vũ chứ có ai cần đâu. Ừ, đồ cho mày đấy, xuống đi con đéo đi. Xuống rồi thì anh ok chưa ngồi cho này là không có cam mê. Thế ngồi thì ngồi cái gì đặt lại còn chưa ngồi nữa. Ơi đúng rồi, chưa ngồi nhỉ. Giết nó đi. Còn thì vẫn còn bình mana mà. Đấy, đúng rồi. Đấy. Đấy. Ngon luôn. Chạy đây chờ nó ta cái. Giết được. 3 phát bắn rồi chết. Chạy qua một cái xác ấy. Đấy. Chạy qua một cái xác đã. Chịt của mẹ lại cái bão. Giết được thằng người đá trước đi. Con mẹ Vũ có thù với thằng kia đấy là. Anh em đánh với nhau đấy, có làm sao đâu nhỉ? Không ai làm sao cả, có mỗi Vũ. Nó tiêu đơn. Có mỗi Vũ này. Anh Vũ chạy ra được phía đấy. Ừ, cuống mà. Ngồi đi, ngồi đi cho nó hồi lại đi. Căn bản hôm trước là đá bóng đá u quá, bị cư dân mạng ném đá. Ghim rồi. Đấy cho nên là lúc mà đi thi đấu là bị ném đá luôn. Khổ. Đánh có một con mà lâu vãi trường. Hiểu đánh cái này là bọn tôi còn tên thôi chứ còn gì. Anh em muốn xem đánh ngắn ngày mai để xem lại clip trên YouTube nhá. Rất ngắn. Đúng phát xong luôn. Nào giết thằng người đá chưa nhá. Ông người đá giết đéo đi. Để đấy mới có con tên chứ. Anh chơi. Anh chứ đâu có đánh em đâu. Ừ. Anh giết người đá anh ra giết chứ. Em hiểu toàn chạy vào cái chỗ nó bắn. Con này nó gườm Vũ nãy rồi. Cứ bảo là Vũ chạy ngựa xong rồi cứ va vẩn nó. Uầy, kinh. Vũ là AD đấy anh em ạ, xem AD thì đéo nào đấy được cái việc. Ui ồ, vẫn lại xeo đầu mình. Nào vào chưa? Đấy. Đấy để dã phát đầu nhá. Ui. Để em còn tem phát đầu nhá. Đấy, còn tem đi. Nhìn vậy. Nó không tắt cái đèn rồi. Tắt cái đèn là tốt thì chứ. Anh à.
Ok. Mày này. Bắn đấy. Bắn 40 nữa đấy. Xong vu bắn lái về đái về đất rồi. Kéo nó lên đừng đánh nhau, cần đấy nó mấy con kia đâu. Bắn đấy. Bắn nữa đấy. Vào đánh mẹ luôn chứ thôi. Bắn nữa đấy. Ui anh ơi. Ui, phải chết. Gần chết luôn kìa. Đấy đúng rồi, vô hài lắm. Ôi. Ơ kìa. Ôi. Ôi dồi ôi. Ôi đừng bắn tao. Chuyển phỏ nhanh thế. Xét của thằng Lin lên khỏe thế nhỉ. Đấy, về sau mày lên xét của nó đấy. Ây ôi mẹ. Các em giết nó nha. Rồi, xong rồi. Nó chết rồi. Ôi. Tiếp thằng người đàn đi. Tiếp thằng người đàn đi em ơi. Chưa lại sớm hơn anh em ạ. Thôi đi vào trong kia đi. 50.000 luôn à. Ngồi. À mình phải vào lấy rune chứ nhở? Bao nhiêu rune đấy? 50.000. Còn đấy là tôi lăn xả lao vào để tanker cho anh em. Còn gì thì còn đúng trách nhiệm tanker luôn. Ờ vụ lấy cái khiên nó đi, đeo vào luôn đi, còn đéo đi. Rồi. Đấy, khiên đấy bây giờ thì cứ giơ lên thôi, thằng nào đánh được ra đọ thằng cung luôn cho nó bắn thử. Hợp lý. Mình nhìn tăng được một level Vigo. Lấy golden rune ra. Chẳng phải. Anh thấy anh Vũ thiếu golden rune không? Thiếu em, thiếu. Thiếu bao nhiêu rune? Thiếu, em có bao nhiêu anh cứ đưa hết cho anh. Cần sở trang 28, deck 12. Sở trang 28, vãi chưa. Đéo bao nhiêu cho đủ. Mày đang bao nhiêu sở trang? 10. Vãi. Mẹ. 10. Mày bảo khiến đấy là sở trang mà. Nhưng mà vẫn cầm được mà. Cứ ra thử cho thằng cung nó bắn thử phát là biết ngay mà. Cầm làm đẹp cái. Ừ. Dơ luôn, chuột chiêu luôn, dơ tờ luôn. Ý, em ra xem anh chiêu thằng cung như này. Ơ, thì chắc là ta không được tí rune nào mày ạ, thế bị cày. Anh ra nhặt giấy xác của anh ấy. Anh nhặt rồi, đeo có luôn. Thấy nhỉ? Thế mới đau cháu, thôi đeo cần. Ra xem. À, anh chưa lấy xác. Anh chưa đổi đồ thằng Radan đúng không? Đổi đồ Radan là sao? Đổi đồ Radan trong cái mục kia, giá. Trong anh cái chưa gì? Anh chưa đổi đúng không? Đồ gì? Đổi đồ ra đan ấy, sau khi đánh xong ấy anh vào ra anh đổi ấy, chưa đổi đúng không? Chưa. Cái gì remembrance đấy á? Đúng rồi, bây giờ anh vào inventory anh use cái remembrance đấy. À. Để anh use cái này à? Ôi nhìn đây. Đúng rồi, use. Anh Dũng hãy nhìn đây. Ui giời ơi, đỡ được anh ạ. Đâu? Đỡ hay không? Đâu? Được. Lại xem nào. Đâu nhìn lại xem nào. Ui xôi, đã đấy. Ui xôi, mẹ cường luôn. Bầu nhanh vãi trường, bị đấy phát là lại có lại luôn ạ. Thế này thì còn sợ gì ai nữa. Ui xôi ôi. Quá vớ vẩn, có mất thì không mất thì báo ra luôn mà. Rồi, mất stamina để đỡ chứ em đỡ thì không mất gì à. Ui xôi. Vớ vẩn rồi. Xong rồi thế này ok. Anh Vũ, anh ok chưa? Hợp lý chưa? Rồi, thôi đi chỗ Danny, đi chỗ Danny thôi. Bây giờ vào đây em đéo đi Danny ở chỗ khác mà Danny ở đây đâu? Vào đây à, khác à? Vào đây làm gì? Thôi em hồi mình thôi, ra ngoài đấy nó bắn mà. Ở đâu trong thành ấy hay là đâu? Danny chỗ con ở chỗ đánh cái thằng ở hồ nước, anh nhớ thằng hồ nước không? Thấy thằng người đá còn trâu hơn cái con mấy kỵ sĩ rồi. Điên rồi, con kỵ sĩ trâu vãi đái đấy. Thằng đấy nó còn kinh hơn cả thằng Radan ấy, một trưởng nó em chết luôn mà. À thì nó khỏe với trưởng thôi, chứ còn máu. Một trưởng phê 2 của nó là mình một bổ nó chết luôn mà. Vãi cả cứt thật. Đéo ta chịu được 2 phát mà chịu được 1 phát lần nào. Điên rồi. Thằng Đạt có mặc quần nào đéo đâu. Ta một phát chết nó không chết nhá.
Anh từ về tẩy tủy đã, về tẩy tủy đã, anh vứt bớt cái sự trang vớ vẩn của anh đi, đổi sang phát lên kinh. Đà Nẵng phải về học viện, về học viện tẩy tủy đã. Nhưng mà anh đổ sang gì? Anh dùng mấy cái, anh dùng mấy kiếm này nó phải là phát. Đúng rồi, phát. Bên đấy phải là phát. Cái kiếm của anh là nó scare theo điểm điểm. Quay về Renala Queen of the Full Moon nhá. Anh nâng cái kiếm của anh này chưa? Anh nâng lên bao nhiêu rồi? Hả? Kiếm của anh lên cộng 5 rồi. À thế thì chạy vào đây lớn lên với lúc cộng 6 không? Ngay trong này luôn. Đâu? Ngay trong này luôn, trong này luôn. Thế đi đây luôn. Thế đi vào luôn. Thì lấy luôn. Sẽ phải đi đoạn. Vâng vâng, thế đi thôi. Đoạn nào. Nào đây. Đi, nào đấy đéo anh nhìn đi. Đi. Đó để mà ngồi đã. Có phải là phát chạm vườn đâu đó. Có 7 luôn không em? Có 7 luôn không? Dạ. Có 7 luôn không? Cộng 7 chỗ khác chứ, ở đây em gì có cộng 7. Thế nhưng mình nhà cộng 7 rồi sao chứ? Đâu đó nhà cộng 7 đâu. Ờ ta có cộng 9 ở đây rồi này, bãi trưởng. Cộng 9 này, cộng mấy đây? Cộng 8 có rồi này. Cộng 8, cộng 9 đều có rồi này, thiếu mỗi 6, 7 này. Ờ thế thì cộng 7 là... Nhưng mà mạnh quá, thế mạnh quá. Em có cộng 8 với cộng 9 này. Grease để làm gì đấy? Grease là cái gì? Thuốc chống độc chống biết cái kiểu. Chúng ta cứ nhìn trời mưa đùi anh bóng không? Đi cẩn thận. Ờ 89 em có rồi. Bóng không? Bẹt anh bóng không chứ. Bóng ngon à. Ngăn tờ còn đang ra xem gai. Ồ. Đi thôi, mấy cái hoa mà nó ghi là Searching Ten As cộng 4 là cái gì đấy? Mấy cái cỏ ấy. Cỏ ấy để hút thôi. Mà hút à? Đéo dùng được. Bone shit mình còn 1. Em tơ gai lâu thế em? Đây đây. Bu đéo trông mặt đen xí này. Bôi bốn cái trâu à? Rồi rồi, bây giờ canh đi theo em nhé. Con gái vào thanh thiên nhé. Không, bây giờ không vào đây, và canh về chỗ Raikat. Chỗ Raikat cũng có một viên. Đây. Viên cộng về mấy? Chỗ, tê lê về chỗ xem nào. Bryson Town Chuck. À, cộng 6 em nhớ không chỗ. Đi đi đi, em chỉ cho. Ở đâu? Ở... Lấy chỗ Raikat đi. Lấy chỗ Raikat. Chỗ nào? Đây, chỗ này này. Chỗ này là chỗ đéo nào? Ở Horizon of Inquity này. Là đâu? Ở chỗ trên núi gần chỗ Đai Các ấy. Bên tên, trên cái Second Chuck of Barica ấy. Inquity à? Road of Inquity à? Chỗ đấy đấy. Trên mấy nhà không anh? Trên mấy nhà đúng không? Không, không phải, không phải. Anh chỉ đường nhanh lắm. Anh nhớ có viên cộng 6 đây. Road of in Road of Inquity gì? Bride of Inquity. Bride. Khu vực em đã có Bride đéo nào. Cái cầu ấy, Z nhìn bên phải một tí. Chỗ nào? Không. Thế thì phải lên Road of Inquity anh ạ. Cái đây cho no. Đéo có Bride đéo nào, đây là... À có Bride M Soulser Azut đúng không? Đây, thế là... Hiểu. Ở chỗ nào? Nào á. Đây thế ở chỗ này, chỗ cái cây có cái đường có nip nin of Mister gì đây này, đúng không? Nin of Mister Gamer cam sai gì ở chỗ vai cát màu đỏ núi lửa ạ, đúng không ạ? Đúng. Núi lửa tận cùng phía bắc. Nin Gamer cam sai. Rồi nhá. Có chỗ này đéo hiểu. Này cái gì có chỗ khí nên cắm sai ạ. Ừ. Thôi xong. Thôi lại fail mẹ rồi. Lại. Em đòi em vốt đầu tiên này. Rồi. Ừ, đây rồi. Lại được rồi. Phút chốc. Phút chốc. Ừ, cái chỗ này với anh kia. Bỏ. Bay lên à?
tăng lên là được. Đâu đi đâu? Đường này. Đặt đâu rồi? Đây, 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 đây. Có bãi trưởng đâu rồi? Ở dưới à? Ô, con mắt ra. Chết. Vừa mới thấy nó chạy ở đây, sao mà đéo thấy đâu, sợ thật. To cái mắt ra. Thế lại chạy xuống, cái đéo là tao vừa đấy mà. Anh đặt rồi. Lại ở dưới, tao vừa đấy mà. Con tên xuống đây. Con tên này. Đây. Ngươi nhảy thẳng xuống luôn. Ôi rồi rồi. Đây, chắc xuống đây, Thế này cái che Hunter dẫn đường. Tao bảo em lâu em không nhớ. Không nhớ thì mới nói là em đéo nhớ. Ơ đích. Đéo tao. Nhảy ngựa mà nhảy mẹ thì chết xuống rồi. Anh định vệ chặn thành em một xiên ngay. Ơ thì chết rồi thì à tao anh không gọi được ngựa rồi ngựa chết rồi sao ấy. Ok sao được cái chết rồi. Nó chặn đường à? Ở trên thì Hunter, ở dưới thì con chim nó bay. Đấy. Xuống đây nó đánh em nó. Ở đâu rồi? Sao đạt lại lép rồi? Chắc cảm thấy là mẹ ba trưởng bắn mắc ba. Chắc là tội lỗi quá. Mắc ba rồi biến mất lại luôn. Thấy cái Hunter chết kìa. Ôi rồi ôi. Ui mẹ. Ôi. Nổ đau lắm đấy. Thằng chó đạt dẫn bọn tao đi đâu thế này? Nhớ bố nhá. Quýt luôn mà, nó dẫn sang quýt luôn mà. Ờ quýt quýt mẹ luôn đi. Đây. Đây cái quýt à? Đầu lại, tự nhiên bị bay biết làm sao được. Ây. Mẹ. Từ đã bạn ơi. Ủa một chó. Đấy ở dưới cứ đi thang thẳng xuống dưới. Sắp sửa đi về lại tận chỗ ban đầu đấy Đạt ạ. Em nào. Hả? Thế nào? Ok lại lép nhá. BAV mà. Bé gì? Đâu để ship được rồi anh em? Tại sao em bị lép nhỉ? Thế này. Thôi anh em mình bị nó đứt qua cái giữa đường rồi. Luôn. Thì lấy cho em cái nhé. Đây, đồ rồi, anh em đồ hết rồi. Không phải, từ để vào lại. Nó xuống thang đi kìa. Xuống thang hay là xuống dưới là đến à. Có thằng to ở dưới này nhá. Mày tụt bố mày. À được. Mày tụt bố mày. Khá quá. Mày. Được đấy. Không có trả thù với thằng ngày xưa hả? Rút chân ngay. Mày đang mất dạy. Sao thằng này không thang được mà em không tụt được nhỉ? Ấn nút đấy là tụt mà. Giữ spec thế ra, giữ spec. Thế mà anh em cứ xích. Xích. Đấy xem là có cái gì không nhỉ? Có thấy cái viên đá đéo đâu đâu mẹ. Đây.
chờ một tẹo đang vào lại. Hình như tao nhớ chỗ viên đá rồi, viên đá có phải là một chỗ có một cái nghĩa trang không? Có cái thằng nó ngồi với cả cái con sói không? Đúng rồi, ngồi với sói đúng rồi đấy. Ui giời ơi, thế thì đéo bảo mẹ từ đầu đi, lại còn cứ vơ va vơ vẩn. Tê thì lần sau nhá, lần sau nhớ nói chuyện với cả cũng như là nó gọi là từ điển sống của Elden Ring nhá. Đi lên trên này các em ơi. Lên à? À không, ở dưới anh nhầm, dưới đó đằng kia xuống đi. Đang xuống thì bị đứt đấy, em nhớ mà cứ hối. Ok. Xuống à? Xuống mẹ đi. Xuống đi. Ok. Tiêu hiểu có xuống nhanh đâu? Sợ lỗi là sợ bị bay quá. Xuống đây, đây này. Đây này. Chết này. Ơ kìa. Sao đây? Ơ, tuyệt vời. Con kia chết luôn rồi. Thế đéo nào, con kia nó bay theo vũ bay xuống chết à? Nó mà, em đang bắn nó dở. Đây, để hồi sinh nó dậy. Đoạn này chạy thẳng lên kia đúng không? Ờ, chạy thẳng lên kia. Chờ tí, nó xuống đã. Cứ xuống đi, dưới này có cái gì đâu, toàn bọn vớ vẩn. Thế thì biết, thế thì phát cho vừa mẹ cái chỗ này luôn. Thì bảo là cái chỗ này đấy, Bride of Equity đấy, đi. Bride đã ngồi đâu, mọi người cứ ngồi đâu. Không hiểu, không ngồi à? Ừ. Tại qua đây rồi mà. Thì thế mà lúc đấy lại đéo ngồi. Sao đéo xuống được ngựa? Đây, con sáu đây này. Ờ, number 6 đúng không? Thôi, còn một viên trong Rycard này, các anh lấy luôn đi. Bên 7 à? Thôi, dùng một viên thôi em. Thôi, 6 lên đéo nữa. 7 không? Có 7 không? Kìa thì... 7 thì trong Rycard này có một viên nhưng mà phải nhảy khó lắm. Không, nhảy dễ mà. Thật ra thì nếu mà có cái kiếm của Malenia thì... Malenia là nó có cái trò bay ấy. À, có cái đường lên cái chỗ đấy không? Nó không phải nhảy không? Hình như có đường lấy đấy. Có đường lên đấy. Đây, tôi biểu diễn cho anh một lần. Lấy cái viên 7 nào nó dễ, việc gì phải khổ thế. Không, cái viên thì đúng là dễ, bởi vì là cái viên đấy nó anh chỉ cần anh đứng ở cái chỗ mà anh tê le ấy, đi ra một bước là ra chỗ viên 7 luôn. Nhưng nó phải nhảy. Tôi biểu diễn nhá. Cái này là nó phải nhảy hơi khó một chút, bị mất đam bay. Đói. Nó không có đam bay. À, với cả cái có một cái viên 7 là có một cái cửa thông rẳng ra cái cửa vào hành lang của Black Volcano Manor luôn. Ừ. Thôi được rồi, đến đây lấy đi, đéo nhảy đi, anh em nhảy cái được cái đéo. Nhảy luôn. Tê lê đi nào. Tê nó là cái gì? Nó là cái Road of Iniquity gì? Nó là cái chỗ mà giết cái thằng béo ấy. Mà tiện lượt xong lấy luôn cái 6 cánh sau cống khí. Game này nó ấy nhỉ? Giết thằng 6 là gì nhỉ? Chamber of Elibay. Of Elibay. Bên nào? Chamber of Elibay là Vulcan Domano. Chamber of Edlay. Edlay. Thằng Vũ nãy giờ cứ chết đi, sống đi sống lại chết rồi thì đéo nữa đi. Lấy được cái viên 6 chưa? Có viên này ở chỗ nào? Em thấy mỗi cái Road of Inquity thôi. Chỗ núi lửa. Thì đã lấy viên 6 chưa? Chưa. À, đấy. lấy viên 6 đi rồi mới đi chứ. Lấy đâu? Vũ cứ xuống là chết thì đéo hiểu. Chà. Cho Vũ tele ra đây luôn đi đã. Chỗ này là chỗ first Mr. Game Meet này. Tele ra đây. Đấy, anh vô rồi đấy. Đâu, anh có theo đâu. Thế phớt ở vừa... Nào đấy. Thằng Vũ chắc chắn là ngồi chỗ Temple of Adlay rồi. Bởi vì mọi người giết cái thằng béo xong, God Skin xong là chỉ có chuyện đéo ngồi đấy. Không, nhưng mà để Vũ ra đây lấy viên 6 đã. Chứ không lấy viên 6 thì lấy viên 7 nó tác dụng gì đâu. Ờ, lấy viên 6 đi nhanh lên. Tele ra cho ông phớt MT. First Mr. Gamer of Campsite. Không
không có, chỉ có Nine Mountain Game. Thế thì mày đang ở trên đâu? Mày đang ở trên núi đúng không? Mày cứ đi hết xuống đi, đi khi nào không còn thang nữa. Phải đi bộ à? À phải đi Hunter ra chỗ đấy đón. Đấy. Cứ đi xuống hết đi, đã hết xuống hết thang chưa? Em đéo gọi được ngựa rồi. Không gọi được thì chạy bộ nhanh mẹ lên. Đằng nào chẳng không ấy được. Nhưng mà anh ngồi vào trong tôi lên giết cho anh cái con máy bay với. Con máy bay leo đấy là xong, bay gì? Bay giết dễ mà. Mẹ nó chêu. Ok. Không hiểu đi nhanh lắm. Kéo lấy cho lấy nữa bây giờ. Đang đi bộ đây. Bây giờ anh có muốn bắn một phát được 10.000 đam không? Thật. AD mà đéo lấy phép thì bắn mạnh thì đứt non gì. Bây giờ anh cứ nâng cái kệ của anh lên cùng 10 phát là anh bắn con bà bố mà bố của ra đạn ra đạn chết luôn mà. Có người à? Bố bố ra đạn là ra đạn gồm đấy hả? Là bọn cuối luôn đúng không? Ừ, cũng chết luôn mà. Đôi đam bây giờ bắn được bao nhiêu thì cứ đôi đam. Nó xuống được nữa. Nhìn cái thang. Tới mùa quýt mới làm xong quét đi, không quét đi thì nhanh mà chạy chỉ chạy chạy thôi chứ không chỉ có đến bước cuối đến con ác theo thôi. Ý gì hết vũ làm này là rất buồn ngủ đấy. Không hiểu luôn. Anh tao cứ chém cái gì đây? Anh em cứ chém lại đến tôi thể lại thì run về. Đấy, vũ xuống rồi, anh ơi. Vũ xuống rồi kìa. Đấy, xuống tiếp đi. Hết hàng rồi. Lên ngựa đi. Đéo có ngựa. À đây có rồi. Không có ngựa thì chạy bộ thế à? Đi đường nào. Đấy. Nhảy từ đấy qua luôn, nhảy hai lần. Con ngựa này nó cảm giác nó chết nhiều, nó bất kham rồi. Anh em thấy anh biết lý do tại sao clip tôi up lên YouTube tôi phải cắt chưa? Thế đó về cái tình huống như này thì đéo cắt gì để làm cái gì? Cứ kêu ca với lại thế này thế kia thôi. Đang đủ chuyện bảo mất thời gian. Cắt thì lại bảo là cắt. Có được cái việc đéo. Đâu? Cháu đâu? Đi thẳng lên trên này. Chưa thấy, toàn thấy vàng thôi. Đấy, chỗ anh gạt đấy. Đây, chỗ thằng này ngồi nhanh, nhảy thẳng xuống dưới. Ok. Nhảy thẳng xuống dưới, thẳng dưới đi, đéo nữa. Một viên nữa ở bên dưới. Đấy chứ. Nữa chứ. Em ở dưới này. Đi con về. Ôi, anh em phát driver đến chỗ ấy đi. Đéo chả vờ. Cũng nhặt rồi mà. Nhặt rồi, lo cái gì. Xác thằng đấy nhặt rồi còn gì. Em mở ập e lên anh nhá. Temper Adlight à? Ở đâu? Trên khu núi lửa ấy. Temple of Adlight. Reason cho đại Temple of Adlight. Có thể nói là vô cùng bực mình. Vũ quả đấy chắc là con ten hay sao ấy chứ làm đéo chuyện ngu thế. Nói nhảy xuống nhảy thật. Chắc con ten thôi. Ten anh em ạ nha.
Vũ như lúc cũng ngơ thật vui. Nhưng mà tôi nghĩ là nỗi ngơ thế anh em ạ. Giả ngơ đây. Giả vờ thôi, có tên mà. Đây thì quay lại đằng này gì? Đây đây chui đây. Chui đằng này gì? Đây. Đây. Đâu? Đây. Đây. Nhảy qua. Đây, viên 7 gai. Nhanh vậy. Đấy, viên 7 đấy. Kìa, nó nằm lên cái bắt vẻo kìa. Nằm nào lên. Thế thì sao không, sao không leo trên đấy? Bây giờ cách cởi hết đồ ra. Cởi hết đồ ra. Ở trên đây không có đường lên à? Tôi phải nhảy lên. Ờ. Anh nhớ em là... Em làm mẫu đi. Có đường anh thì có nhớ đường, có anh, nhớ đường anh thì nhảy đi. Có đường lên trên đấy mà nhỉ? Có đường không? Có chuyện không có đường. Tao nhớ tao lên này nhưng mà tao nhớ là tao đứng lên trên đấy rồi. Để từ tao xem nào. Em không nhớ được đâu. Em biết mỗi kiểu nhảy lên thôi. Có đường lên mà không nhớ đấy. Từ 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 đi tao quay lại đây này. Quay đi tao quay lại đây đường lên đây đường lên đây. Ngủ dậy. Mẹ. Quay cho tao lên đây, đường đi đường lên ở đây. Đâu 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 đường lên đường đi cái quay đây. Ui. Cái nào quần áo à? Quần áo đéo gì quậy. Hunter cởi hết quần áo. Ui, cách dễ thì đéo làm, mới làm cái khó đéo nào. Chịu chúng mày đấy. Chỗ là có đường. Nhớ chỗ đường nào đấy. Ai lại nông dân thế bao giờ. Đấy thường là những pháp sư là họ sẽ không bao giờ cởi bỏ những cái bộ y phục của họ đâu. À đúng rồi. đi đấy có vẻ được rồi. Đây, lấy cái căng máy lên. Ờ. Đéo di chuyển em ạ. Đây nhảy xuống hả? Từ. Cái này chỉ trên xuống thôi em ạ, đéo được rồi. Mẹ em chứ. Trước sao cái này nó lại ở dưới sẵn nhỉ? Thế không được rồi. Cái này nhảy đây này, nhảy đây này. Ok. Nhảy rồi. Nó thật mà. Như nhảy đi. Đây em nhảy luôn rồi, xem này. Chết thật à? Đi mẹ. Yêu. Nhảy rồi. Thế thì phải nhảy rồi. Cởi hết vũ khí, cởi hết giáp ra. Thế là anh em chuẩn bị tinh thần nhá, tiếng nữa là xong cái này đấy. Tôi nói luôn câu thế cho nhanh. Bởi vì ở đây là yêu cầu là cả 4 thằng đều phải nhảy được nhá, chứ phải một. Nhưng mà vấn đề là nó phải có cái đường ở lên đấy chứ, hỏi anh em nó có đường không? Đấy này, tao nhìn ở trên đây có cái cửa mà. Với tao nhìn ở trên đây có cái cửa. Cái cửa đấy là thông ra hành lang của Volcano Mano qua đâu anh ạ? Yeah. Thế mẹ thích đéo là bọn này thiết kế game kiểu đéo gì. Nó phải có cách chứ, chứ bây giờ nó cũng để... Chúng nó bảo nó like, chúng nó hay làm kiểu canh biết chúng nó để lại cái tin nhắn không? À, các anh thử xem có để lại tin nhắn được không? Đéo có tin nhắn nào ở đây, mình chơi này nó tắt chế độ online rồi, em biết sao? Sao mà gì nữa? Thế nào? À, bây giờ có cách kênh nhau lên. Ừ, đúng. Đây. Kênh đâu? Anh đừng đi, đây. Hai người kênh. Đến đâu tao đi? Hai thằng phải hai thằng ngồi. Anh thử ngồi ra xem có kênh được không đã? Có ngồi được nhảy đến đâu nữa đã? Nhảy đến đâu nữa nào? Nhảy được chứ sao không nhảy được? Không nhảy được. Rồi. Không kênh nhau được rồi. Mẹ game là nhái đấy. Là ba vần. Anh nghe bảo fix rồi, biết là có fix chưa? Hồi xưa nhảy thì nhảy được. Này, ngày xưa ta còn nhảy cái vụ vậy vào trong cái chỗ thằng gì mới bụt cười. Cái đấy để còn khó cái này nhiều. Đéo gì thế mày, anh kia đã định móc câu lên rồi hay là để thằng kia nó móc câu mình lên nhỉ? Ừ. Đi đường bình thường cho nhanh. Ây à. Đứng đây cho nó câu này. Đứng đây cho nó câu lên. Anh đặt lên rồi kìa. Đâu? Cô em anh ơi. Câu làm nào cho nó hút vào trong mồm nữa ý. Nó đâu rồi? Ôi rồi. Sao đặt lên được kìa? Nó nhảy được sao? Nhảy lên cái nắp này, nhảy lên cái nắp. Câu ấy. Cút nhỏ kia câu. Nhảy lên cái nắp kia cơ. Cái núm kìa. À. Nhảy cái núm đấy. Ở đây. Trời ơi, ngon. Nếu không cởi quần áo thì làm sao mà lên? Ơ sao bọn kêu lên được mà mình không lên được nhỉ? Anh nhảy đi.
Ui, ok. Ui, thằng điên lắm. Giết nó đấy. Ở giờ anh phải giữ ship. Ui, gần được. À, đợi, giữ khách đã. Giữ khách. Đấy, giữ chồng khách, bốn thằng khách. Chồng cởi chuồng. Bất đi bố mẹ. Nóa đồ. Kìa. Giữ khách nha. Cách à? Vâng, giữ cách. Để thế này thì... Ra Mokano làm... là phải mở cửa trước vào mới vào được. Nó là cửa một chiều. Đây. Cái bàn phím là nút đéo nào để nhảy? Hình như là nó ép. Lúc nào chạy nhanh? Đéo kéo. Trên nhanh đường đi lên chỗ Ricard có cái cửa cần stone key á. À. Thấy cái bảo fix cái này rồi phải cái đường trên đường Ricard có stone key kìa. Ricard á. Ờ đúng không? Ờ đúng rồi, hình như là chỗ đấy có một chỗ có stone key đấy. Đúng không? Hay đi đường đi nhảy này sợ nó fix rồi là đéo nhảy được đâu. Này em vừa để thử có vẻ hơi khó đấy. Nhảy vào đâu? Ôi xem em nhảy cũng phải mất 2 phút đấy. Anh em nhảy chắc vẫn còn hơi lâu. Sợ. Rồi. Ê, cái này nó đéo. Đường trong hành lang Mokano có nhưng mà nó là cửa một chiều, anh hiểu cửa một chiều không? Nhảy tiếp như nào? Nhảy sát bên phải này, ôi xem nhảy sát bên phải. Ui thì mình nhảy thì đéo được. Có mà xa lắm. Đéo bao giờ nhảy được, cầu cho nhanh. Đây hoang đây, tưởng nhìn à? Em nhảy này. Như thế này này. Nhá, anh phải chạy đà. Ừ, đấy, đấy. Đấy, ui, gần được rồi. Nhưng như nó fix rồi sao ấy, nó fix rồi đúng rồi. Bởi vì em nhảy thường ít sức. Hay lắm. Ui, ui, ai không kéo em lên. Ừ, ôi, hay là chó. Cho anh ấy móc lên chứ, bảo nó có móc đâu, nó chỉ chập vào mặt đầu thôi. Tơ còn mặc sắc nhỉ. Mọc em anh ơi. Không được đâu. Ui giời. Con ngổ chết luôn đấy. Thôi bỏ đi. Đi đường nào mà anh em bảo có cái stone này anh ta còn nhớ cho bạn đấy không? Anh còn nhớ cái đoạn mà mình chạy. Mình chạy có cái con dao magma. Cái thằng mà cầm con dao magma với con rắn cầm con dao magma. Xong rồi chạy lên một đoạn thì vào trong cái chỗ trong một cái nhà của chúng nó, xong rồi đánh cái con cách đánh cái con gì đầu to đấy, con rắn người rắn nhưng mà nó đội cái mũ đẹp đấy, cái mũ đúng là đẹp đấy, rồi cho anh Vũ ấy. Đấy, trong cái trong rồi em nhớ là đường chạy lên có một cái. Hỏi anh em xem. Lô. Thế thì sẽ nào? Nó từ từ chắc là nó phải có đường đấy, từ từ chắc phải nó phải có đường chứ làm gì có chuyện mẹ thiết kế kiểu ngu học như thế được. Bây giờ đi theo anh này. Đi theo anh này. Ờ. Nhìn tí được 17 không? Mặc quần áo vào. Ờ đừng ấy vội. Xuống đây đi làm gì? Rồi. Bố đâu? Bố đâu rồi? Đi vào đây. Nhanh. Chồng. Quần áo không giấu. Đâu còn ai đâu, biến đâu rồi? Cứ chạy theo cái đường cũ nha, ra hẳn từ từ mặc quần áo và đã ra hẳn cái chỗ nham thạch ấy. Ok, đi đâu đây? Sao lại đi xuống? Ơ, đã xuống rồi, chưa thấy xuống này, lắc rồi sao? Sao đấy? Đi. Không phải đường đấy. Xuân ở chỗ nhân thạch cái này. Ừ. Chui vào trong này luôn nhé.
Sao có Việt Nam luôn? Năm đâu rồi đấy? Ờ. Đây nào. Cái này có Việt Nam luôn hôm nay. Đây kiếm kiếm cũng đây con rắn nó có mắc cầm mắc ma này. Tớ nhớ kinh phết nhỉ. Tớ cứ thấy cái kiếm nào mà bốc khói bốc lửa là nhớ hết mà. Đây dãy bên này các em ơi. Bên nào? Ờ kéo phải. Bên này bên này bên này bên này. Okay. Đi đi một đoạn nữa. Cứ chui vào trong cái cửa đã nhá. Ui. Ui 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 ui. Ui ui. Cái này á. Rồi giận đấy. Rồi đấy ngon đấy. Lấy được cái này, giết được cái này, lấy được đấy. Giết thôi. Quay lại giết. Ở bên này mà. Ờ đúng rồi, trên trên. Quay lại. Đấy xong nhảy cái chỗ trước thằng Đạt nhớ không? Có mấy cái thùng không? À. Mẹ có mấy con nó bắn trưởng đấy. Em đi trước nha. Ừ. Để em lục chuột bạch cho. Em trước đi. Có được đây nó bắn đấy. Đấy. Cẩn thận nhá. Rồi. Đúng chưa? Lượt anh này. À được. Ngon rồi, xuống đây ngon rồi. Cái đạch mấy nó lại rơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy đúng chưa? Còn đơn bạn. Ôi, đít mẹ. Ôi kìa, chết chết em rồi. Bọn này nó đúng đầu, đúng chỗ này rồi. Bị đầu chỗ đấy mà. Nói chung là cứ nhảy theo mấy cái thùng xuống đến cái cầu đấy gì. Ừ. Vâng vâng. Sao? Đấy xong anh đấy xong anh kiếm cái đường chạy lên thôi. Có cái đường chạy lên ở ngay bên tay trái đấy. Đây á? Ừ. À đây đây. Ơi. Không có đường, không có đường nào nhanh hơn. Bực. Đây là mới. Anh vô lên rồi à? Chưa, anh đang ở dưới. Ờ. Ờ cái này đi từ Mokano vào được mà. Sao anh phải đi khổ thế? Không, cái cửa đấy, cửa một chiều. Anh mở từ trong ra đấy. Còn anh từ Mokano anh mở vào không được đâu. Nó sẽ ghi vào cái khóa ở phía kia. Nhưng mà anh mở rồi mà. Mày mở chưa? Mở rồi. À có khi đánh gai cát nó mở luôn đấy. Không, anh đi xuống đây một lần, cho anh đi xuống đây một lần anh mở rồi mà. Thế nó là thông vào cái đường nào? Nó đi xảy một con hô con hô ấy, cái chỗ mà vào gặp con mụ kia đầu tiên ấy. À, thì quay đấy gì? Ừ, anh quay lại đấy là... Ờ, thế quay đấy thôi. Tê lê gì? Ờ, tê lê thôi. Để em chạy ra cái chỗ đấy đã. Tự sát anh ạ. Đợi thằng Đạt nó gì đã, đợi thằng Đạt nó gì đã. Ra check, ra check. Nó ra nó check đã. Check xem đúng không đã. Mở, nhớ là mở rồi mà, chạy ra. Đúng mẹ rồi, đúng rồi, em mở rồi mà. Thế bây giờ nó quậy đấy thôi gì? Ừ. Tê lê thôi. Quá vậy, tê lê mà. Tê lê à? Ảnh chạy luôn. Thể hiện trình. Ta lại đi rồi. Con này cắn đau vãi trưởng luôn. Tại sao mình lại không nhảy được cái chỗ đấy? Phải nhảy được. Đúng rồi. Chứ thực ra chỗ đấy nó cũng dễ nhảy mà. Em hai lần em nhảy được xuống đấy mà. Sao mọi người không nhảy được nhỉ? Em cũng nhảy một phát được luôn này. Nhưng mà Hunter nhảy xuống, Hunter chết thì nó cũng không là tính ấy. Đâu ơi, bị mấy thằng kia dưới vô. Con nhảy xuống rồi. Anh thì không bị chúng nó vào. Nó là cái trình. Tê lê đi đây. Tê lê là cái này. Bật lên xong rồi vào cái phần mà Vocalo Malo. Mình cứ bị nhảy chỗ này là bị quá này. Nhảy mẹ từ chỗ này luôn. Tê lê anh đúng. Hả? Cái gì em? Tê lê bây giờ thử thách là mình ai cũng phải qua đây chứ. Mình xứng đáng lên bên 7 chứ nhỉ. Ừ, không qua ở đây đã được lấy luôn. Từ đây nhảy đây có chết không nhỉ? Nên ăn chỗ nào nữa? Chết đâu, không chết đâu. Để xuống hẳn đấy, không chết đâu. Chết đấy. Anh có một cái đường ven tường, có một đường ven tường. Anh biết rồi. Để qua đấy, nhảy qua. Anh giữ
không chết mà, nhảy thẳng nó không chết, có gì đâu mà chết được. Đây, Summer, Smithing, Stone đây. Con đã lấy được rồi á? Ừ. Rồi, lấy rồi. Đi nào nhỉ? Đi quậy đừng đấy. Em lên cái chỗ tầng 2 ban công rồi đi vào cửa này, không biết đâu nhỉ? Cửa đâm thẳng vào. Đâm thẳng đó anh. À, đây rồi, đây rồi. Nhẹ nhoàng. Khi nào mà xuống đến đất thì bảo tao ngồi ngay cái đống lửa cho chúng nó biến mất. Thế là ngon. Rồi. Chỗ cái con quật roi bên dưới nó có cái hầm có một viên sáu á. Rồi xuống đến đất rồi sao nữa? Ngồi rồi, đi. Rồi, tao ngồi rồi đấy. Rồi chúng nó biến mất chưa? Chạy dọc theo cái đường kia đi, thằng men theo cái bía bên tay trái sẽ có một cái đường đi lên. Bên tay trái là bên tay trái nào? Trái của mày. Xuống cái đấy chỉ có mỗi một cái đường thì chứ làm gì có đường nào. Thì cái đường là bên tay trái. Bên tay trái, cái men bên tay trái nó sẽ có một cái đường đâm cầu thang chạy lên trên. Em rơi xuống là có một cái nhá, là một cái mấy thằng nó ngồi đấy nhá. Đấy, ừ. Em xuống, em dẫn đường cho xuống đây. Đâu đấy? Đang dưới bên dưới đấy, nhìn thấy không? Hóa ra là Vũ vẫn ở trên à? Đúng vậy. Đâu, đang ở dưới mẹ rồi đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Rồi, uống máu đi. Đi. Xuống đây thực ra không đơn giản. Ở đâu vậy? Đang đi đâu vậy? Đây đây, bên này. Kéo mình đang lên rồi, mình sợ. Thế còn Hunter không được à? Chứ xem nào chứ, thì Vũ đâu có đấy được mà em lại... Đây bây giờ giết thằng này. Nào. Này rồi gì? Ừ. Đấy. Mày tránh ra. Ừ, giết thằng này đi. Tưởng nó chết đi. Cho nó biết thế nào là lễ hội luôn đây. Ơ kìa, nó đâu ấy? Nó đâu? Đến con mày. Hunter lại chết kìa. Nhảy nữa. Hunter lại chết nào. Hunter nào bực mà Vũ qua được không ra được. Mọi khi Hunter rất là cố gắng nhưng không được nó sẽ làm lại. Chứ có chuyện này như thế này. Vũ ở đây, không ở chỗ này, nó đùa lại đây. Chỗ này. Thằng mất dậy. Đây, nó được đây. Có rồi. Thế thì em còn lấy làm cái gì cho nó bệt người. Bệt chứ. À, bên này bên 7 mà. À, bên 7. Đây. Úi giời ơi. Không sợ. Đây. Đấy, trên kia kìa. Cái chị lúc này đứng ở đây đâu rồi? Đấy, lấy được rồi. Rồi, xuống rồi. Xuống lên đây à? Thăm chưa thì về lại gì nâng thôi. Khổ Hunter nào, xem nào. Hunter chưa nhặt được viên 7 à? Chết kia. Xem nào. Bực anh kia là nhặt được rồi em ơi. Thế đó là anh đi một lần anh nhặt luôn em ạ. Để anh dẫn đường cho em nhá. Hunter đi theo anh để anh dẫn cho em. Anh yên tâm, bây giờ anh có kinh nghiệm rồi. Đi. Đéo hiểu. Anh hướng dẫn. Thôi. Rồi, phát cho về Renala, chỗ Renala nó tẩy tỉ rồi, đã. Rồi. Về Renala đi. Mày kỹ lại đi. Mất rồi là không lên được đồ cộng 10 là phí lắm. Sao lại cho em lên cộng 9 rồi anh? Hunter giọng yếu lắm, Phát cho về Renala, Queen of the Full Moon đi. Renala, Queen of the Full Moon. Chỗ học viện ấy, ở chỗ đầm lầy ấy. Dạ, Renala, Queen of the Full Moon. À, có đi đâu lấy thêm cái viên để tẩy tủy không? Anh có rồi. Tẩy lần nơi tẩy nhiều nhéo ấy. Rồi sau biết đâu canh dùng thêm. Ui, sau này cần dùng thêm cái sau. Nó ở khu nào nhỉ? Góc nào nhỉ? Phải vào là cái này Luasia Grand Library nó là đúng chứ. Grand Grand, bây giờ mình đến thẳng chỗ con mụ kia rồi, mị dở hơi à? Raya Luasia Grand Library đây, phía dưới là Renala Queen of Full Moon đấy, còn đéo gì? Chú hiểu. Học viện có Mên cái anime gate này. Raya Lucaria Grand Library.
Đó là phía thế trước phía mày giết con kia xong mày đóng hồi cái đúng lửa đấy à? Không không hồi. Discord mẹ. Thiếu hiểu với mấy thằng này mẹ. Cái đéo gì này? Này. Thế thì về đi đi bắt Palo rồi. Bắt Palo đâu? Ở dưới. Không giết bắt ngồi mẹ đi đâu ngồi. Đi bắt Palo ở dưới. À đây bắt Palo đây. Thế thì có sừng Ula. Nhanh đi đến luôn luôn đấy đi. Em có đéo có đợi bắt Palo đâu. Cái phái cái trường không có đấy thì dèo nào. Leia, Lucia, Grand Library đi. Mẹ cái thằng đạt đi thì nó chơi nó đéo ngồi luôn. Cái chú giết con sói sao không ngồi. Đéo thì ngồi mà. Mẹ. Con sói gì thì có cân vị. Chơi bởi vì tim tí đi. Đéo hiểu. Bây giờ em đi lại đến đéo bao giờ cho đến nơi. Nhanh mà ai chạy theo chỗ nào? Chúng ta bảo là chỗ nào đấy. Bây giờ chơi, là chúng ta là cái Raya Luka. Sir Kunhau Classroom. Bây giờ đến School House Classroom đi. À đấy bắt ba lô có, đấy bắt ba lô có. Đề nghị chơi mở to mắt ra nhìn cái điểm xếp nhé. Vũ ghét Hunter à không? Tôi ghét Hunter đâu, tôi có ý kiến với cái em gì ấy. Hôm nay có khi có tay tơ content này nhở? Anh em nghĩ người ta bọn tôi cái tay tơ cái. Cười người hôm sắc trước hôm sau người cười. Vũ Hunter bị Vũ vượt mặt. Có từ ra cái Ragagon ngay gần đấy đấy. Có lấy không anh? Em là chúng lạc à? Ragagon gì? Em chửi thẳng mặt thằng đạt chứ em thấy thế mà đánh chúng lạc đấy nào. Lấy Ragagon tắn mình được không Vũ? Ra ra con lấy rồi làm gì? Ra con lấy xong rồi mà. Em bị sao đấy? Ra con ta lấy. À cái này là icon. Icon ra là con. Tăng cái gì? Đeo vào toàn bị tăng đam, tăng đam mết vào thôi em ạ. Không không, cái tăng không tăng hết. Nhưng mà ăn đam to hơn đúng không? Anh cắt hết nhanh hơn. Ôi ôi. Trời ơi. Ôi chết 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 chết. Đây là mẹ phí chết. Vũ nhanh như nào? Từ ăn tớ, đợi Vũ đã. Anh em tẩy đây, em ở ngồi đây, em đéo tẩy đâu. Anh Dũng. Người ta căn, người ta phải căn như vậy, em hiểu anh tớ? Chiều tường cơ kẽ tóc nó thôi nó đến, em hiểu không? Thế nó mới cay, chứ còn mình nhảy đi ngay từ đầu nữa, em đéo gì? My sweetings. Is it thy wish to become? Now. Chuẩn bị bắt kia. À, vì go anh cũng tăng tầm 40 sen nhá, chém cho 30 mai 12 25 sờ trang 22 có sen anh chém chính vào xanh nâng có 2 anh chơi anh phải phải tier required. Không hình như là anh dùng trưởng đặc biệt là nó scare vào cả điểm pha trang đấy. Trưởng nào? Mấy cái file đấy là phép thôi. Phép thôi, đam phép thôi. Còn anh dùng trưởng đặc biệt là nó scare vào... 25 à? Đấy. À lúc này mình đang đeo cái gì? Endurance của mình là 20. Số trang của mình cần 22. Đấy, anh ấy kiếm đấy đâu, anh để anh giảm xuống xuống luôn. Đủ cầm cầm rồi. Trở thành con người ngay mày. Ơ sao lại thế nhỉ? Mà đấy anh có chém đâu. Hai ba lên 29. Ờ đúng rồi. Sở trang 22 để cầm con kia. Chờ anh chơi
strength à, anh à, kiếm của anh yêu cầu deck 22 à? Cái kiếm đấy của là... anh là nó sờ ke theo phát, em hiểu chưa? Thì sờ trang em đéo gì? cái cảnh này trông quen anh Dũng nhỉ? Mà file đấy là chỉ tăng một phép thôi, tăng đam một phép thôi. Ờ, liên quan gì? File là khiêng. Anh Dũng xem nào, có phải con này nó nhái của mình không? Deck 15 phát 34. Đúng rồi, deck không dùng thì giảm đi. Deck có gì? Đúng rồi, kiếm anh cần deck à? Ừ. Rồi, chắc là ổn ngon rồi đấy. Giờ trang E2 để cầm được cái kiếm kia. Giờ trang một phát để cầm cái kiếm kia, Endurance 20 để mặc giáp. Mai của mình là 12, bởi vì mình có cái kia nó mới tăng lên 12. 15. 16 deck để đeo kiếm, cái kiếm kia chỉ yêu cầu sở trang với phát thôi. Kiếm nào đeo 16. Ờ anh em nhầm mà. Anh em bảo kiếm đấy cần deck nữa. Kiếm đấy có cần deck đâu. Cái Blast Blast Miot anh em bảo là sang deck file, anh thử anh thoát ra đâu không tính đâu. Anh chưa con phim nó không tính. Không, anh nhớ chắc thoát. Chắn là anh nhớ chắc chắn là nó không yêu cầu mà. Deck là nó yêu cầu 15. Deck chỉ 15 là đủ mà. Thì đúng 15, anh để deck 15 để đủ mà. Làm gì có yêu cầu cái gì hơn đâu. Deck 15 là dùng được cái kiếm đấy. Sở trang 22 phát 21. Thế đúng rồi. Này chọn 15. Một đạo thế được bao nhiêu? 85 lên 95. Rồi, ok rồi đấy. À mà thật ra anh không cần phải nâng deck đâu, bởi vì anh dùng cái Radagon nó cộng luôn vào cái điểm đấy. Anh biết mà, nó có cộng mà. Vâng vâng. Nhưng mà thôi cứ cho nó an toàn. Rồi, phát 35. Đấy, file của nó là C. Bây giờ ra thì lính của Lê xem đam có cao không? Đam cao hơn chứ chắc chắn, bởi vì là attribute scaling của anh là phát là C mà, còn surcharge với deck chỉ ở D, tức là cái kiếm này càng tăng ấy thì nó lại càng đầu ban đầu thì nó chỉ là surcharge với deck thôi, càng tăng cộng lên thôi, về ép vũ khí thôi. Về bàn tròn. Về bàn tròn cái gì đấy? Đéo hiểu cái gì? Anh trông cái này có phải gì? Bọn này là nó mẹ ơi mẹ bố láo thật. Rờ láo hiểu. Về bàn tròn đấy. Tôi đã bảo nó chỉ yêu cầu 15 thôi anh em, hiểu tưởng tượng đâu ra 18 khổ. 18 là thanh katana rồi bố bố ạ. Thanh katana cần 18. Này phát này lên cộng 9 rồi mình đi tìm viên cộng 10 luôn à? À cộng 10 thì là trên đường. Trên đường làm quét Van Rani là được viên cộng 10 sao nhỉ? Đâu để mua nốt cho đủ có vô nhỉ? Đúng không? Hoặc là sau lên cái thành trên trời cũng được. Nhưng mà anh xác anh em cho hỏi là cái quét Rani là có lấy được viên cộng 10 không nhỉ? Có nhỉ? Không nhớ, anh đéo nhớ đâu. Rèn đồ ở đâu đấy? Rèn đồ ở đâu đấy? Thằng già trong này này. Bây giờ có mũ khọp dài không bị lỗi nữa này. Có khi là sau bản mốt này nó phịch. Ừ, chắc thế. Anh có nhìn thấy nó đâu? Có em nhìn thấy thôi. À đúng rồi, em nhìn thấy đâu. Đập này. Chỉ có ở chỗ Malenia với đảo rồng à? Ở có hai cái đúng không? À, trong này có hai chỗ có. Thiếu 1000 rồi, có ai có 1000 không? Đây em vẫn chờ. À, vẫn tiến đạt. Giết thằng Beast ở chỗ Kelip. Là có viên số 10, thằng Beat ở chỗ Kelit á. Kelit có thằng Beat nào? Lá chắn còn đập không? Lá chắn đập nó béo gì dở hơi à? Mày có đủ đập lên cho khỏe. Đập lên cho khỏe, cứ đập đi.
kêu anh Dũng kiếm cái talisman tăng đam lửa. Tăng đam lửa là cái thanh ở chỗ Kaelit. Thanh ở chỗ Kaelit, cái đấy anh chỗ đấy anh biết. À không, thành ở chỗ núi lửa. Thành chỗ núi lửa. Một phát ạ. Nó là cái thành chỗ đường lên núi lửa. Ở cái tăng lửa thì tăng to chưa đặc biệt đấy. Đấy, thì là thế nên mọi người đến chỗ SG. À đâu, chỗ cái thành là lúc đấy là mình chạy lên. Con nào bán cái bộ combo đồ của con Rinala đấy, mua nốt cho full bộ nhỉ. Mình chạy về chỗ đấy. Già đây, con phòng già đấy. Già, phòng già không hiện. Nhưng mà thôi, anh để ao ra. Anh để cuối giờ anh ao với session của anh ấy là mua được. Seatherwater River thì phải. Từ chỗ này chạy lên. Ao luôn mà ra mà thông tí vây vào lại có gì đâu. Cho đẹp mặc vào đấy. Tao cái chút đẹp. Rồi, ao ra luôn. Cái thằng ở tòa nhà trên cùng bên phải á. Cái elite tòa nhà trên cùng bên phải. Thằng ở nhà này hả? Tay lại lại đi, ngồi lại đống lửa tay lại lại. Thằng ở nhà này. Anh em có chắc là giết cái thằng ở nhà này là có viên cộng 10 không? Có chắc không đấy? Anh em đang bảo là cái nhà trên cùng bên tay phải ở Kaelit là có viên cộng 10 này anh em này. 10 á? Ừ, các anh em chắc không? Chắc là cái nhà này không? Đấy là viên cộng 25 à? Đấy, ôi dồi, viên cộng 25 nhầm với cả viên kia rồi. Ôi, cộng 9 là được rồi, là nó đã đeo đánh lại rồi, cộng 10 khỏe quá. Tiến đạt, em giết rồi mà, chỗ đấy là cộng 25. Anh em tiến đạt xem lại nhá. Cộng 25 là vũ khí thường. Vũ khí thường. Tức là khu tường thì anh... Cộng 9 là ok rồi gì? Ừ, 9 là mạnh rồi, cộng 9 là ngang cộng 24 bên kia rồi. Cộng thường. Thế thì bây giờ sang chỗ Seawater River đi để anh lấy cái talisman tăng đam lửa. Sea River, Seawater River. Thiếu cái quần cần 7.000. Tí cho thế để em vào lại đã. Trên đường lên chỗ núi lửa. Trên đường lên trụ núi lửa nó có một cái là Seawater River. Vũ làm gì đấy? Cái cứ mua đồ. Cứ ra đây trước anh Vũ tê vào session là ra lấy thẳng luôn mà. À ok. Đồ đấy Vũ không cần đâu, bây giờ cứ đi lấy thôi. Đây phải chạy thẳng nhá. Vũ là chơi phép xanh mà, không là ô nhục học viện à? Em xanh mà tí kéo nữa. Chơi cái bời cái lửa liếc là anti đấy. Hai ngón anh nhất là cái bọn anti đấy. Béo thì thay đổi gì? Ê, phun bộ nó cộng cái gì anh em nhỉ? Phun bộ là cộng sự tự tin. Phun bộ gì? Rinala. Nhiễu mà cái bộ phò phạch của con Rinala làm gì sao ta tìm ra bộ bố đời cho. Bộ đấy là bị NTR đấy. Mà thì đấy là em đấy là bị NTR mà. Mà cầm gạch đá ở tay phụ sẽ cút spell đá à. Em ấy là sau khi hết giá trị lợi dụng là nó cho cút luôn khổ. NTR xong rồi nó còn xong bị phát điên đấy. Ơ không, khéo là hợp với Vũ. Học điên. Ơ lần trước ở chỗ kia có cái chỗ ngồi đấy. Thế là mình có phát ra vừa cái chỗ này phải nhanh không? Tổ sư. Đấy đúng không? Thế bị đau cháu. Ờ, hóa ra nó là Seawater Terminus. Cuối quét Rani có đá cộng 10 á. Cuối quét Rani em chỉ có đá cộng 10. Đánh con Astel xong là chỉ lấy được cái viên à, lấy được cái đao Dark Moon thôi. Con này đánh dễ. Đập để đấm bằng khiên tôi đéo lên được đá thương để cái đấm khiên. Về sau mấy cái viên đấy là anh mua được hết mà. Từ bên là cộng 1 đến cộng 9 là mua là hết. Chỉ cần có luôn thôi. Mày nhồn. Đập thoải mái lên, đập cho nó khỏe. Con giúp được rồi. Tao lên trên này lấy ấy rồi. Rồi đây rồi. Rồi ôi, bây giờ khỏe lắm anh em ạ. Xem thằng lính đầu game nó làm được cho chống gì. Đâu đây, ở đâu đây? Thay vào phát này thì mình lại mất 5. Chạy trong cái thành ngay trên ấy. Những cái thành ngay ở trên không?
Đường nào chạy lên đây? Có cái thành ở bên cạnh bên tay phải. À đây có đường này. Không lừa được ông Dũng đâu. Anh em nghĩ gì trong này đồ đéo là tôi chả biết. Đéo có đồ nào tôi không biết hết. Thay mẹ cái này. Ôi thằng này có cái búa cũng đẹp lắm, vui. Gì? Mà lại bị giảm nhỉ? Giảm thì mình lại bị heavy load thế, cay chứ. Khiên với bố mình này. Là thằng béo này nó có cái búa kinh lắm. Đâu? Cái đồ đâu? Đâu đây? Ôi trước cửa thì đường luôn. Ai ngoài thôi. Ông Dũng lấy cái hòm này mẹ rồi, thế không lấy nữa à? Hòm nào? Sao ông Dũng đi đường nào đấy? Sao? Nó bảo lên ngay cái thành ở phía trên, nó có cái thành đây. Em ở thành này. Sao mà không thấy được đâu? Ở bên tay phải có một cái đường men lên đây. Em chạy vào cái phòng rồi. Chạy vào phòng thì leo thang lên. Rồi, đứng đâu đây? Mày đang đánh nhau cả cái con gì đúng không? Cái con to tướng béo cầm cái chùy đúng không? Đúng rồi. Đây, chạy vào trong mày đi. Đây cơ mà. Đúng rồi. Đâu? Đánh God Frey ở thủ đô để kiếm slot Talisman. Ở đấy thằng đấy là có thêm một slot Talisman đấy. Đây lên đây, chạy vào đây. Đây, nhảy vào. Nhưng cái này không nhận à? Nhảy qua. Đấy, lấy nhặt cái đấy. Nhưng mà cái này chỉ tăng cho phép lửa thôi. Mày có dùng phép lửa không? Cái tẩm lửa đấy cũng có mà. Mày có tẩm lửa gì? Ờ thế được. Thế thôi, đi thôi. Em lấy cái này em đéo gì? Đi giết Radagon thôi. Radagon đi. Radagon, con thứ mấy rồi? Nhưng mà Hunter có nhớ đường chỗ Radagon không? Trong thành ấy. Radagon. Không, thằng ơi quên, thằng thằng Godfrey. Có phải lên lên em vẽ luôn có. Thế vào giết Godfrey luôn. Ủa thì không Rani sao ạ? Để lấy thêm một slot Talisman đã rồi thì Rani. Hay đấy, em cũng cần mở cái cửa thành kia để ra. Capiter Rampart nhá. Capiter Rampart nhá. Lấy kiếm máu à, em vẫn đam mê kiếm máu. Seppuku à? Lấy Seppuku à? Không có một cái kiếm máu River Black. Anh tưởng là lên kia lấy Seppu. Tao nhớ thằng Vũ đen xì chứ, cái vệ cột nhà cháy mà sao bây giờ lại trắng này. Thằng này là phân biệt chủng tộc anh em nhá. Chọn nhân vật đầu tiên là da màu xong rồi tự vào đổi cho da trắng, thế này là phân biệt rồi. Không thể là có chuyện tự nhiên lại sao như thế? Hả? Màu da nào cũng quý cũng thơm, trái đất này là của chúng mình. Bài hát như thế gì? Đã chuyển lên canh rồi. Rồi vào cái chỗ thành đi Vũ ơi. Capiter Rampart đi. Cho tí em lắp lại Talisman. Máu à. Thôi tí em vứt vào tranh Vũ cái Godfrey Icon. Đấy. Em chả dùng cái đấy. Cô làm bối rồi. Hay sau quá. Trời ơi, hay không em? Quá hay nhỉ. Hunter cứ hết cái kiếm này kiếm khác rồi lại River Blood xong rồi sau lại kiếm Mali. Malenia trong thành ý, chỗ thành ý. Bạn là cái chỗ lâu là kiếm thì chơi lại. Capiter Rampart ở chỗ thành ý, nó có bên bên trận cùng bên tay phải. Thử vũ khí. Mua Talisman ở chỗ thợ rèn Granny. À đấy là cái Talisman mà giảm mana mỗi lần cắt chiêu đúng không? Anh em Trung Tuấn Kiệt nói cái gì giờ, tôi mẹ tôi đẻ luôn cái đấy luôn. Hunter anh hỏi là thế người yêu nó có thay như vũ khí không? Không anh, tất nhiên là không. Chắc không. Thế em cần nhiều vũ khí lắm, thế có cần nhiều người yêu không? Ra con vào tôi gấp đâu. Ê, thế nói chung là Hunter không trung thủy rồi, như tôi Ender, trước sau chỉ có một vũ khí anh em ạ. Rip Amber thì có lắp Radagon nào đâu. Anh lắp cái Radagon vào đi à không? Vũ chờ vũ, chờ vũ, chờ vũ. Đi đâu đấy? Chạy chứ. Đi nhanh mẹ lên. Chứ làm việc đéo gì. Thang nó xuống rồi đéo lên được. Đấy, thang nó xuống này.
hôm nay thế này là đã đủ boss chưa nhỉ? Đủ KPI chưa? Thêm Godfrey nữa đủ nhỉ? À mà đâu đây là lên đánh cái thằng gì đó mọ à, cái thằng gì nhỉ? Không phải thằng chưa phải Godfrey mà đánh cái thằng canh đánh cái gì nhỉ? Canh cái gì? Mọ thằng đối thằng mọ sao lại mọ? Mọ gót đúng rồi. Mọ gót. Ờ mọ gót. Đâu? Đánh Godfrey trước chứ? Mọ gót trước, Godfrey sau này. Godfrey sau khi anh đốt cái cây xong ấy. Nhưng một thời gian sau cơ. Đốt cây à? Đi đường này làm gì? Sao anh đâu đường này đâu đó? Đường này mà. Ờ, anh mua anh nhớ đầu tiên mình đánh cái bóng của thằng Godfrey trước cơ mà. Không em. À vâng đúng rồi. Mình đánh bóng nó trước. Ui, em. Anh định lừa ai anh vậy? Anh em chứ anh em đừng đùa với Từ Điền. Bảo là Godfrey đánh bóng trước với lại. Nói chung là em anh nói lại bắt tay bắt chân rồi. Anh Vũ thích cái kèn này không? Cái kèn này giết boss hài lắm. Không em, anh không biết thổi kèn. Nhá. Ôi, cái đàn chạy nhanh vậy. Cảm ơn Nguyễn Duy Tâm. Cảm ơn Nguyễn Duy Tâm nhá. Sao chạy ở trên đấy ở dưới này mà đi đâu nhanh thế đâu vậy chạy đường dưới được em chạy trên thì khổ đấy cái đường dưới nó phải ngon không nào đây đi vào trong đấy nhảy xuống đây mà chúng mày không thục đường à không đi à. Bao trời bao lâu rồi chúng thục đường ôi rồi chết mẹ rồi ôi lớn này sợ đứng ở ngay đây ôi em đường nào xuống đấy đây? Đường nào xuống đấy đây? Nhảy xuống anh, nhảy xuống. Đấy, đi theo Hunter ấy. Hunter đâu? Hắn dẫn đường cho Hunter luôn. Hunter chắc không dẫn cho Vũ đâu. Đấy, ra đây. Ơ mà. Đấy, hơi bị đánh tặng nãy rồi. Anh Vũ nhảy xuống luôn. À đây có một con này này. Ừ, con này giết luôn con này. Con này gì? Con này thì hơi anh ơi ui anh ơi bình tĩnh ơi em ơi ok anh đây bố con chó bố con chó đi ra em đi rồi bố con chó bố con chó bố con chó bố con chó ấy đau em đau mẹ đánh mình sao tưởng nó vặn tiến xuyên tim xuyên luôn rồi sao chết được à ở đây cái con mẹ cái đéo này ở đây nó có chiêu vặn tiến xuyên tim chết lắm đấy còn đây anh giết mà canh thì anh giết rồi vấn đề là các em ngồi còn phát nữa là nó hoảng đấy anh Dũng đúng rồi rất buồn à, anh Dũng rồi đúng rồi em ngồi làm cái gì luôn ạ gì đéo dẫn đường để em chết chặt chết thế, thì đéo phải ngồi chạy thẳng mẹ đi điền chứ chạy thẳng phải bị nguyền nguyền đéo gì nguyền nhưng vấn đề là đến chỗ boss chứ cái này mẹ càng sống kỹ lắm cái gì cơ thôi đi cái thằng thổi lửa này mẹ đéo kháng được bằng là trắng à ấy ồ hồi đừng có thế chứ ôi đừng có thế chứ đó em chạy đi thôi ui sao bay ra que cho thằng chó đạt mà ngồi nhá quay ra thằng tao thế nào nhỉ con chó này mày vừa làm gì làm đi đừng ngồi đang đánh gần chết rồi vạn tiễn xuyên tim đi mới xếp cái này chưa xếp này trong nhà chỗ xếp anh cái nào đây ngồi đây
Giết con đấy chứ, giết luôn con đấy chứ. Giết con đấy luôn. Giết này luôn đi Hunter. Em sợ là. Đấy, em giết rồi. Giết luôn đi. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ai ngồi à? Vũ đây ngồi nhưng điệt đéo vào đây. Vũ đéo thì em đang ở đây. Vũ đâu đây? Tao dẫn đường này. Đâu? Đang đứng ở đâu? Ui. Rồi. Rồi, để em xử lý con này cho. Việc của anh em thì đây là kết thúc rồi. Vũ thoát được quả vạn tiễn xuyên tim của nó thì là cũng ác đấy. Kìa. Vũ nâng chưa, nâng ngay chưa đấy. Gì? Nâng luôn. Nâng trường lên chưa? Nâng rồi. Vạn tiễn xuyên tim với bố mình này. Một bình máu 3.000 đạm. À, một bình mana 3.000 đạm. Hay quá, Vũ khỏe vai đái ạ. Solo boss mẹ rồi. Anh còn chơi bời gì? Ôi chơi làm gì nữa. Tình đây từ đời thừa. Bây giờ Vũ sát. Hunter cứ im lìm luôn nhá. Cứ thấy biết nói im gì luôn hơn. Biết nói gì nữa đâu anh em nhỉ. Biết nói gì đâu. Anh cứ thấy rồi. Cứ im nào kiểu một bình kia, một bình 5 giây kia là bây giờ được 9.000 đam, 10.000 đam rồi mà. Ăn đủ là khoảng 12.000 đam. Em ấy tỏ ra vui mừng cho Vũ chứ. Cái Vũ rất trưởng thành đi, tự nhiên Vũ không biết thế nào mà ba anh em chạy em đi lập lại mãi còn đấy đéo chết ạ. Em chạy ra đây em lấy cái kiếm nhá. Em ngồi đây em nói chuyện với anh xem nào, em cứ đi là thế nào nhỉ. Đéo thằng Đạt bây giờ đùi thâm đấy hả em? Hunter bây giờ cứ kiếm hết kiếm này kiếm nọ, cái Vũ nó chỉ cần bắn đơn giản mà. Ủa, nhẹ nhàng. Kiếm cùng làm gì cho nó mệt người. Đi vào tí là góp vào đây là Vũ cũng một đứng bắn cho chết nó luôn đi, còn đéo nữa. Ôi, đéo gì nữa. Ừ. Chuyện đơn giản mà. Cái Hunter cứ ngồi cứ không dậy luôn kìa. Kiểu bị cú sốc đầu đời à? Người ra ấy, là gì nữa. Khá đúng rồi. Thử người đi tiếp thôi em. Đi rồi. Xuống rồi. Thấy cái thử... Nói chung là Hunter vẫn có cái giá trị đấy, là em phải lôi kéo nó thì anh mới giết được. Chứ mình anh cũng không. Ui giời, cái gì đấy? À kìa. Anh Dũng ra. Anh Dũng ra đây cái gì? Anh bảo mà thằng này nó không yếu đâu. Tự nhiên là cái chiến đấu đéo vậy. Tự nhiên Hunter tự nhiên nhảy vào, anh đã biết là con này nó khỏe rồi. Vũ sử dụng này Hunter này. Ôi sợt. À Vũ. Đây. Xử lý đi. Anh em cứ từ. Hunter máu me quá. Lên đây thôi. Ôi. Rồi mẹ nó lại nhảy qua người mấy này. Ô nó lại giết tôi rồi. Hunter giết nó mà. Ơ kìa. Ôi cũng chấm máu đấy. Ôi lên chém đau đấy. Xong rồi à? Lên đây đi. Ô được cái bộ thằng này. Golden Great Seal này. Đấy là cái khiên. Ngồi đây thì mới có cái bình. Lại này. Ngồi đéo gì, chạy trên này đi, còn ngồi gì trên này có chỗ ngồi rồi. Chạy ngồi đéo. Đi các anh ạ. Xong giết nó. Thì giết đi. Khổ, Hunter bị một pha thế là sợ chốc. Sau đấy là cứ khổ. Anh ngồi nó lại chốc lại à? Tao ngồi đâu? Trên này chứ chỗ ngồi. Sao lại xong dậy? Còn thằng nữa ấy. Mà hai thằng. Úi dồi. Thằng này. Buông cái đoạn này đẹp không? Đẹp phải đái ạ. Cánh rồng. Sắc rồng. Cái gì tím này? Cảm ơn hàng Hana nhỉ. Khổ Hunter lo lắng cho Vũ cầm tay dạy chữ bao lâu giờ. Trò quay ra bỏ thầy. Bỏ là may nó chửi luôn đi chứ. Bỏ chứ là gì anh em vẫn... Ăn cháo đái ba thế. Ai ơi. Mẹ bọn này đánh giá thật đấy. Nhật có mấy cái đồ tí đồ luôn. Đánh đấm chỗ này lấy cái kiếm này.
Hunter cái đau đau. Hôm nay là có cái thằng sừng phiên bản à thằng gì thằng người máu ấy thằng mà bắt thì đéo nghỉ á. Cái thằng mà bắt thằng Miquila ở dưới lòng đất đấy. Cái thằng đấy cũng ngon đấy. Thằng đấy là sau này, bây giờ đánh đéo thằng đấy là ở dưới hầm. Dưới hầm đánh luôn đấy. Xuống đánh luôn anh ạ. Nhưng mà đi xa lắm. Đến đây rồi thì đánh góc đây luôn đi cho nhanh. Đường này phải đi xuống dưới cây em lên nhanh. À đúng rồi. Vân Hà anh nha. Ui. Vãi luôn. Một tên chết mẹ luôn. Đau mà. Thế rồi. Ngã được. Nhiều thâm hết cả chân rồi. Thôi các anh ơi đi. Vũ này tí biết đéo đường đi. Cấp chạy đến đời mục thất à. Tí Hunter phải ở lại em dẫn chọc trò em đi. Hiểu. Trò nó cũng láo thật. Chứ mà thôi mình. Vũ thì cũng khó cơ. Vũ chưa cả vòng nó cong đuôi rồi đi. Ừ. Chặng đường còn dài lắm Vũ ạ. Chưa xong đâu. Chưa, nó không ép xe phản thầy đâu. Hãy từ từ đợi hai thằng kia đã. Vào đánh góc play trong này mà. Chưa gì đã ép xe phản thầy rồi. Ui, bạn đang chơi rồi, lát thằng nào nhớ đường, xịu bộ này thật. Hãy giết cái thằng này này. Tạm thằng này này. Anh giết đi, em giết không đi. Em không giết đâu. Tạm không giết đâu. Bố chạy chỗ này đấy, làm đéo đi. Ơi, chú ơi. Ê, có bình tĩnh thì càng lẽ. Đúng rồi anh ạ, cẩn anh ạ. Đúng rồi anh. Khiên để làm gì ở dưới này? Tôi tưởng khiên là nó tự động. Ui. Ôi. Mẹ. Có nhiều tiền đạt. Ôi gái, nó cứ đuổi đạt kìa. Ôi, nó biết mà. Vô lần nữa. Thằng mất dạy nó biết luôn mà đó. Nó cứ phải đuổi đạt kìa mà. Bố lao. Xuống hầm à? Đi qua cái thằng xuống hầm. Không đây nó nhảy lên cùng cơ. Bên này. Nó lên. Anh thấy bánh nhà không? Thấy bánh nhà gỗ không? Đấy chảy bánh nhà gỗ xuống. Bố à. Vũ là phản anh kia à? À đúng rồi, fan nó ra chữ fan đó là chữ phản. Mày nhà gỗ. Ám sát, ám sát, từ từ đấy thằng đứng yên đấy. Đi thẳng vào mày nhà gỗ. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Mày nhà gỗ bên dưới. Nó sọc cho phát. Ơ thì còn mẹ đã bảo nó đứng ở đây chứ. Đi thẳng xuống. Bên đó có mấy ông đứng thẳng xuống. Đâu thẳng đâu. Ôi thì mày chết mẹ rồi. Ok. Anh bảo đi thẳng nhảy xuống mà đấy. Đấy anh em xem thầy. Thầy hết lòng vì trò mẹ. Thì thầy chỗ nào em cứ đi thẳng xuống. Em bảo là đi thẳng nhảy xuống. Có mấy nhà gỗ ngay bên dưới thì nhảy vào. Thẳng chỗ nào. Bên dưới đất. Anh đang đứng ở trên đấy anh nhảy xuống thôi, nhảy xuống tầng 1 đấy. Mặt lờ đâu rồi? Thổi kèn ấy. Mặt lờ đạt đâu rồi? Nhảy xuống bên dưới ngay. Mày này. Anh nhảy lên má. Mày đéo có cái má. Thẳng đấy có cái má. Tâm huyết mà anh em, khổ, chỉ cầm tay chỉ dậy đấy. Khổ. Cái này là cái này dậy. Là cái này là Lâm Bình Chi với Nhạc Bất Quần đấy mà. Cảm ơn Tứ Tổ. Hunter lại bực Vũ. Cái này Nhạc Bất Quần Lâm Bình Chi đéo gì, mắt trước mắt sau cả con gái cho mắt trước mắt sau nó đã đi khử mà. Ông là thằng Ngụy Quân Tử. Yeah, xử luôn ra bộ đời. Lâm Bình Chi với Lâm Nhạc Quần đánh nhau ai hơn nhỉ? Hai thằng chắc là ngang chắc là ngang nhau, bởi vì là luyện chỉ được có mẹ Tịch Tà Kiếm Phổ chỉ là một nửa của cuốn kiểu âm điền à, một nửa của cuốn gì nhỉ, một nửa cuốn gì nhỉ, kiểu âm chân kinh à? Đâu rồi đấy, chạy thẳng xuống, chạy xuống. Đâu, Quý Hoa Bảo Điển là một nửa. Quý Hoa Bảo Điển là một nửa. Tịch Tà Kiếm Phổ là một nửa. Để cái cây này anh chạy xuống. Nhảy xuống Tiến Đạt. Cây. Con chó nhá.
chạy qua thôi, không cần phải đánh đâu. Han chó chạy qua luôn, nhảy luôn lên cây. Em khinh anh không giết con chó này à? Cứ hoa bảo điển thằng bang chủ ma giáo nó luyện đấy, nhưng mà nó chỉ là một nửa thôi, xé ra từ một quyển chứ. Mà của quỷ hoa kiếm phổ đấy, một nửa của quỷ hoa bảo điển à? Địch ta kiếm phổ quỷ hoa bảo điển. Nhưng mà chính ra là mấy chả biết là anh nào nghĩ ra quả quỷ hoa bảo điển nhỉ? Đéo hiểu. Một ông thái giám có đéo gì? Thái giám. Thôi này được cả trò lẫn thầy chả bất quần với lại là mình chi là đều tự cung Vũ với Hunter thế là đẹp rồi. Hunter kiểu cái đéo gì đấy, mẹ con chó vô dẫn cái đéo lắm cái này. Phải là trưởng chạy ngu đéo chịu được. Thôi để em xử lý đéo gì. Tốt vào rồi, làm sao không kìa tới. Ô tiền sử. Em làm gì đi. Đánh đi. Đánh được mà, bây giờ vẫn được lấp sau lưng Hunter thì đéo được kìa. Tôi sẽ giết nhá. Thoát khỏi cái bóng nó đi. Thoát khỏi cái bóng nó đi. Bóng người thầy à. Đấy. Tôi chưa uống à? Chưa uống thì phải uống lại mana đấy, uống lại mana nữa rồi mới bắn. Uống mana là béo đi. Ngày xưa tao đánh anh này, tao cứ ngồi tao giận giận nhanh vãi trưởng. Khổ. Một nốt nhạc chết mẹ luôn. Ok. Bắn đi anh. Mẹ trưởng lúc này. Mà nó di chuyển nhiều quá. Anh ơi. Đừng kể anh ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh ơi. Cái tơ máu kìa. Ôi giời. Khi mình đủ láo thật. Ôi hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Đánh rồi, hết máu em, hết máu rồi. Đúng được mà, sắp chết rồi. Ui. What play the fuck. Láo này. Láo với bố mày. Sao? Chết rồi đấy. Vinh quang cho ai đây? Kết thúc. Ơi giờ anh last hit skill rồi. Rồi. Cái con này nó yếu thế à? Con này ngày xưa ta có dậm băng nó 2 phút ăn đéo đến 20 giây chết khổ. Anh God Frey một đời là... gọi là vậy. Đây là bóng. Một đời danh là... tiếng đéo hiểu. Đây là bóng. Đây là bóng anh ấy, không phải anh ấy đéo đâu. Đây là bóng mà. Mình đang định làm gì nhỉ? Radar gông so xia luôn. Mẹ mình đeo hai cái này bây giờ là cái này cũng bị khoảng 10% đam này. Xong cái này cái radar gông so xia là bao nhiêu phần trăm đam nhỉ? 12 à? Mình nhận thêm 12% đam nữa là mẹ tổng cộng hai cái này mẹ cộng dồn mà là mẹ 20% máu mẹ bị nhận thêm mỗi đòn đánh mẹ khốn nạn. Poker là cái gì đấy? Xong có cái gì khác đằng này vẫn mồm. Poker chỉ là cái mà anh tăng ghét định ý. Nó bảo Rai Poker là tăng cái đéo gì? Đấy tăng càng tập trung vào lính. Vô lên 27 mẹ luôn này. 15 à? 15 cộng 10 25 thì đánh đấm đéo thì thôi cộng cái này cho lành. Đéo dại. Bảo đạt phục thù God Skin á. Còn God Skin đấy, đúng rồi, phục thù nữa, thật ra hôm nay là đủ chỉ tiêu đấy. Đi thôi, ra luôn. Ra luôn. Chỉ có việc tay lên nơi đó là xuống rồi.
nào nhỉ? Có skin cho nó có cái cây God Slayer bố đời lắm. Đây đấy, đi vai tao sẽ trợ đây. À đi vai tao bên mình. Vũ còn nhớ anh, Vũ còn nhớ anh canh cổng không? Mẹ thằng mất dạy canh cổng. Ok. Cái thằng nó Vũ giành quyền thế. Alit đi vai thao ở Bayman. Chỗ Godric à? Sao lại Godric? Nếu không hiểu chỗ Alit cơ mà, chỗ màu đỏ cơ mà. Có cái tháp đi. Có cái tháp ở phía bắc của khu đỏ đỏ. Đi vai thao ở Alit đây đi. Bayman đấy. Bayman. Đây đúng không? Ừ. Ở cái kiếm này đánh phát, cái kiếm đấy là chém ra cái skin có cái lửa đen. Em rồi chẳng giống với cây đấy phá đạo. Cây đấy mạnh mà. Cây đấy là thuộc dạng mạnh. Anh lên 68 spell, sao lóc spell ánh trăng, ánh trăng tôi mất rồi, tôi đổi nhập sang cái cây. Vũ xuống giết luôn thằng cánh cổng luôn, ngày xưa nó dám bắt nạt anh em Vũ. Bây giờ anh Vũ ra cái chỗ mà con rùa khổng lồ ấy là anh lấy được phép trăng đấy, nó nhận bởi vì nó cái đấy là x2. Nó hiểu chơi gì cái phép ánh trăng phô phạch nhất cái con game này, tiếng hiểu rồi à. Thằng nào tư vấn cho cái phép này đấy. Ôi giời ơi. Ơ kìa, sao không uống cái gì vào? Sao không phải yếu thế? Thôi xem như nào. Ôi. Vẫn chưa thể được sự bá đạo của chú ạ. Thì không uống cái bên kia để cho cái thằng ở trong. Cái cổng của mình đéo gì. Ok. Bây giờ ngồi thì chúng dậy à? Thôi ra ngồi đi, bọn em vào chặn trước đấy. Ngồi đi cho nó hồi lại kia đi. Hồi lại thì nó hồi lên thẳng luôn đấy. À thế thôi mình lên mình hồi xong mình chạy thẳng vào luôn cho nó nhanh. Diễn tôi thể hiện tí thôi. Hay là để em một skill chết nó luôn. Thôi. Vũ lại sau cùng rồi. Hắn tợ gì cả. Con dao của anh ấy vẫn sẽ đang ở đằng sau. Thằng này bay nhảy như này thì khó quá nhở. Được mà. Ôi nó giết tơ rồi. Mày trưởng một phát khí thật luôn. Em tơ não. Mày cho nó. Tớ xem nào, thử thế này. Anh hơi thất vọng nhá. Đéo nào đây, đánh thế này đánh gì. Đừng nhìn anh nữa. Chở đâu á, Vũ. Ôi giời, nhìn bậy. Chết rồi. Con này nó di chuyển này, nó bắn cái kia được. Con này theo lót là bọn này là liên minh của Rankard. Chẳng phải Odin Order. Toàn chém trượt nó bậy. Anh à, cái bình lên chưa hồi à. Ôi mẹ nó giật cho ta một phát nó hoảng luôn ạ. Vô con chó. Đánh đi Vũ, không đánh được, vinh quang cho anh đấy. Bây giờ đánh phải đánh thôi, tao đéo hiểu sao hóa ra chưa ngồi hồi cho mình kia. Nhận luôn. Đấy, bắn KB đi. Không bắn KB, bắn cho mình rồi. Ở đây ngay hết mana thì được ra. Đây, đang phải ăn mana để bắn ngay. Bây giờ con này nó bay nhảy quá, không KB được. Thì nó mới chút mình đạt. Xà lắm. Ôi, thế là đi rồi đấy. Dính cái đòn sập đấy của nó là đi mà. Nó sập một phát, xong phát sau nó kéo tiếp phát là đi. Đấy, ở sau hồi xưa mình có thể giết nó luôn mà cái hồi quần. Con này nó x4 máu rồi. Nhưng mà hồi xưa là đéo đồ như bây giờ. Ô thì thôi nạp mạng cho nó là vừa thôi chứ còn. Nạp như nào? Bỏ chứ. Ơ kìa, cái gì đấy? Ôi giời. Giờ này vợ anh được bốn máu cho mặt nó nhá. Già đi.
Thầy đã nói như vệ giác của bảo họng trước mặt là đừng có uống máu trước mặt nó, trò cứ thế là mút thôi. Anh nói gì thì mình cũng phải làm ngược lại để thể hiện chứ. Nó x4 máu, x4 người, chứ vừa vào Hunter đã phát hoảng luôn, chả hiểu. Rất buồn. Cùng ăn thỏa. Xem thế nào. Ôi. Rồi. Từ đã bạn ơi. Cảm giác là có dụ cho nó đứng yên một chỗ không để xử lý đây. Chết đéo nó đứng yên một chỗ. Mất nửa máu đấy. Phê hai rồi nó có cho dài người ra chạy đi. Kìa. Nó đạt đi rồi. Các skill nó mẹ khói lửa quá. Uống máu đi, chạy ra ngoài uống máu đi thằng đạt. Ơ kìa. Đánh được. Con này con này chắc chắn chết với tao. Được. Ném một búa mấy cái. Này. Rồi. Gần chết rồi đấy. Trưởng thôi. Thằng đéo con trưởng mà trưởng thôi. Lăn vào. Chó phải lăn vào. Nó chém một phát mà mất lắm máu thế. Con này đao nó to lắm. Đấy. Con này là giết thần mà, Godslayer mà. Cái đéo nào ông Dũng chém nó phát có 470 đam bén thế. Ôi, con này nó là máu. Con này máu nó còn trâu hơn, nó còn trâu hơn của đan đấy. Anh Dũng mạnh như vậy nha, kiếm là anh tăng và vào strength ít thì anh chém thường. Thì anh cái gì? Sơ trang cái gì? Tức là kiếm này anh chém thường sẽ đam rất là thấp bởi vì anh cũng ít strength mà. Em đéo anh hiểu nhỉ, con này là sờ ke của nó là phát. Em không nhìn, em đã nhìn cái chỉ số đó chưa? Nhưng mà phát đấy là khi anh đập lửa thôi. Không, sơ ke tất liên quan đến đập lửa. Nó chả liên quan gì khi mà em nhìn thấy cái item scaling này. Nó là cái gì, mức độ nào là E, A, S. Cứ cái nào mà là nó là mức S thì nó sẽ là cao cái đấy, chứ nó không phân biệt đéo gì cả. Đúng lửa vào cho nó căng, lắp cái kia bị làm nhiều quá. Phải chưa? Rồi, xuống đây, xuống chưa? Phải từ từ đã ngồi chưa nhỉ? Đấy. Em vào trước nha. Ai vào muộn thì ô. Ừ.
trước Hunter tự nhiên lại chết, chứ còn không mà nó chết là cái chắc cái gì đó. Uống máu đi Hunter, uống máu đi. Chạy uống máu đi. Phê 2 nhá. Khủng chết. Nó xoay, nó xoay. Tôi ông máu 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 máu. Ôi thế này xin phép. Đi rồi à? Ơ kìa. Cái đéo nào? Cái đéo bàn tơ thế nào em lại? Thầy ngã xuống cho trò coi như là last hit rồi. Ôi con này được 100k chứ. Con này không được kiếm kiếm ạ. Ở đây kiếm đây. Nguyên set quần áo rồi. Em ơi. Xem hợp chém nhiều ấy. Chém Vũ mà một lần hợp là hợp anh đấy. Một lần hợp anh đấy. Ừ. Chỉ sợ Vũ đéo đủ. À không, cái này không lấy nhỉ. Không không có ấy á, không gì. Nghỉ thôi anh em ạ. Nói chung là hôm nay bọn tôi hoàn thành đủ chỉ tiêu nhá. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và chúc anh em có nghỉ anh em ạ.